đấy, mọi người cứ được một tí nó này nhảy. Đang xem đông đông. Mọi người ơi, mọi người vào xem lại giúp em với. Em thấy chị Ban Mai nắng nhá. Các chị ơi, các chị vào xem lại giúp em với. Vừa rồi nó bị nhảy ra, chán đời quá. Ui, không ngờ. Nhưng mà cái phần ngờ rút ra để em, để chỉnh đi đã. Vậy thì để bạn ấy mặc cái khác đi em ơi. Mặc mẫu khác đi. Mặc mẫu khác đi, mình mẫu đấy thôi. Thôi Hậu ơi, để bạn ấy mặc mẫu khác đi em, là sao mà để ấy được. Em chào chị Hồng Hạnh ạ. Mẫu 2 dây hoặc mẫu nào đấy. Lai set váy vàng đuôi cá đi ạ. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị đồng một chút nhá. Chào chị Chi Pi Thắm nhá. Em thấy chị Heo Mọi ạ. Em thấy chị Thanh Nhàn Nguyễn ạ. Sugar Love ơi, em chào chị ạ. Dạ vâng ạ, chị đồng một chút để nhà em đổi mẫu đây ạ. Các chị ơi, em rất là xin lỗi các chị nhá. Các chị bên em sẽ qua mẫu rất là nhanh. Nhưng mà bởi vì hôm nay mẫu nhà em nào cũng đang thay hơi chậm. Bạn mẫu đầu tiên bạn đi làm thay hơi chậm để các chị thông cảm giúp em nhá. Các chị đừng quên là chia sẻ giúp em và đoán số. Đây ạ, các chị đừng quên là đoán hai số cuối của tờ tiền 500 các chị nhá. Vì ra là phần quà nhà em dành tặng đấy, cả tấm lòng nhà em dành tặng cho các chị rồi đấy ạ. Em thấy chị Eli Eli nhá. Chị Tâm Thanh ơi, chị cao bao nhiêu vậy ạ? Chị Mộc Nguyên ơi, chị cho em số điện thoại cùng với mã sản phẩm nhá, 4726 các chị nhá. 4726. Hậu ơi, mang tất cả bảng màu ra cho các chị nhìn đi cho dễ. Giơ lên đi. Giơ lên cho dễ em ạ. Các chị ơi, chị tí nữa thì đẹp ơi, chị có thể mặc size S chị nhá. Nhà em rất là nhiều quần này, em sẽ cố gắng thay nhanh nhất có thể này. Bảng màu thôi em cầm nốt cái màu kia ra đi cho khách xem đi. Nốt màu cam hồng đi em. Là hết đấy. Này, đây các chị ơi, còn màu này và một màu nữa, màu này cũng rất là xinh các chị ạ. 350.000 và phí ship các chị nhá. Chị Thúy Hồng ơi, chị có thể mặc size S bên em chị nhá. Váy trắng cưới dài tay với không biết là váy nào, em không biết là váy nào cả. 350 và phí ship các chị ạ. Đây còn một màu này nữa, em ơi nhanh một chút, khách đang đợi. Các chị ơi, 4726 và số điện thoại giúp em nhé. Được sale còn 350.000 và được miễn ship ạ. Chị chú chuột nhé, đây bọn em có màu trắng nhá. Có màu trắng này, màu hồng môn, màu xanh, màu da và màu xám này các chị nhá. Màu nào cũng rất là xinh ạ. Em xin qua mẫu nhanh đây, chị nào mặc thì chị nào đặt hàng thì đặt hàng nhanh giúp em các chị nhá. Thay vì vậy thay là 4726 và số điện thoại giúp em để được hưởng giá sale ạ. Tại vì hiện tại lượng inbox nhà em cũng đang rất là nhiều ấy ạ. Nên là chị nào muốn được chốt nhân hàng nhanh nhất thì cứ để lại số điện thoại nhá. Rồi em ơi, vào đi đổi. Đây nhà em qua mẫu luôn đây các em chị ơi, nhá. Quần ống xuông đi cho khách xem. Cảm ơn chị Nguyễn Yến ạ. Nhà em chuyển mẫu luôn bây giờ đây ạ. Quần ống xuông đi. Đừng vào đắp đánh. Phía sau đi. Cố một chút không sao. Thôi chặt một chút không sao. Vào đi em. Áo sơ mi trắng nữa. Chị Mỹ Hạnh ơi, em bọn em thử màu hồng rồi đấy ạ. Đây là mẫu váy 2 dây mà nhà em đang sale còn 295.000 và các chị đặt hàng trong ngày hôm nay sẽ được miễn phí ship các chị nhá. Em ơi, quay ngang chứ đừng quay nghiêng. Thoải mái ra em. Quay ngang đây xem đi. Đứng ngồi đấy xem. Lấy giày đen để cho nó cao. Lấy giày đen vậy. Đây giày đen. Đây ạ, mẫu này nhà em hiện tại thì đang hết mất size nhỏ rồi, thì còn mỗi size to nên bạn mẫu đang mặc size L. Nên các chị thông cảm giúp em nhá. Chị Trịnh Thúy Hương ơi, chị qua cửa hàng được chị nhá. Em mời chị qua 976 đường Láng giúp em ạ. Em đổi sang giày đen rồi chị ơi. Hỏi bạn mẫu nhà em là đang là 1m58 các chị ạ. Chị ơi, váy lông vũ nhà em có phía sau đấy ạ. Chia sẻ vào... chị Chiêu Hoàng ơi, chị đừng quên chia sẻ vào các nhóm và chị chụp lại màn hình giúp em để có cơ hội trúng quà tặng bên em chị nhá. Chị Hạnh ơi, em nhận được đơn của chị rồi, em cảm ơn chị nhá. Cho coi váy 44. Chị Ngô Khánh Huyền ơi, chị có thể mặc size S bên em đấy ạ. Váy xe đỏ đi sau ơi. Váy xe đỏ bên kia là váy lông chị nhá. Mẫu thử váy trắng phía sau đi ạ. Đợi em một chút thì bên em sẽ thử rất là nhanh ạ. Dạ vâng ạ, các chị ơi, chị đợi một chút nhá. Đây là màu hồng của váy xẻ tà 2 dây đi ạ.
Váy này mà các chị có mặc đi mùa hè, các chị mặc đi biển cũng rất là thoải mái các chị ạ. Các chị mặc rất là dễ. Chị cho cả mẫu cầm cả mấy màu đi đỡ phải mặc nhiều. Các chị ơi, các chị đợi một chút nhé. Ai đặt mã váy này comment giúp em là 5049 và số điện thoại giúp em ạ. Có giá là sale còn 295.000 và được miễn ship chị nhá. 5049 có size S, M, L ạ. Và có 5 màu các chị nhá. Em thấy chị Kim Sương đấy ạ. Những cái mẫu này là mẫu đơn giản lắm rồi đấy chị ạ. Chị Hương Còi ơi, váy nhà em có bán giày màu trắng đấy chị nhá. Màu trắng đính đá là giày nhà em có đang bán đấy ạ. Chị Phương Trang Nguyễn ơi, chị gọi hotline để bạn ý giải quyết đơn hàng cho chị nhá. Em thấy chị Nguyễn Ngọc Anh ạ. Váy trắng trễ vai cúc là hay. Váy lông đúng không? Em ơi đưa cho bạn ấy mặc váy. Có lông. Chị Nga Đô ơi, chị đợi bọn em một chút nhá. Đây là váy này nhà em đang sale còn 295.000 và miễn phí ship. Chị nào đặt hàng thì đặt hàng nhanh giúp em và em sẽ qua mẫu luôn bây giờ. Chị ơi em không biết chị Tuyết Loan là mẫu nào đang dơ này, chị chụp lại màn hình giúp em nhá. 5049 có giá sale là 295.000 và được miễn ship toàn quốc ạ. Có 5 màu các chị nhá. Có hồng tím trắng xanh nên đậm xám và màu đỏ mận ạ. Em thấy chị Kim Hoàn ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Thu ạ. Có sai. Chị Táo Phạm ơi, chị cao bao nhiêu vậy ạ? Chị đợi một chút mẫu nhé, em mặc quần cho chị xem nhá. Đây là quần ống suông mà nhiều chị hỏi quá. Không chị ơi, đây mới là quần mẫu của nhà em thôi. Vì quần hàng ra nó sẽ khác. Chị ơi, đây là quần suông chị nhá. Chị nào vừa hỏi quần suông này ạ. Đây là quần ống suông này ạ. Nhà em bán cả áo lẫn quần. Áo nhà em có giá là 99.000. Áo sơ mi mắc Uniqlo. Và chất vải của nhà em là chất vải không nhăn không nhàu. Các chị được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu mà chất vải mà không đúng như bên em nói, tức là chất vải xấu thì các chị từ chối nhận hàng và các chị sẽ không bị chịu bất cứ một phí nào các chị nhá. Và quần bên em hiện nay mẫu này em đang mặc là quần ống suông các chị ạ. Quần ống suông này thì có màu đen này, màu trắng, màu xanh và cộng cùng cả màu hồng nữa. Nhưng hiện tại màu trắng, màu xanh, màu hồng thì hiện tại nhà em mới gửi hết đi cho khách rồi. Nên là nhà em sẽ có video để quay và up lên trên Facebook các chị nhá. Nhà em đã có ảnh rồi đấy các chị ạ. Vậy quần này của nhà em là đang có giá là 215.000. Và hiện tại thì là nếu các chị đặt hàng trong ngày hôm nay sẽ được miễn phí ship các chị nhá. Một chiếc quần mà có giá 215.000 thôi mà còn được miễn phí ship nữa thì tính ra chiếc quần này là chỉ còn có 170.000 thôi. 170.000 tính ra là chỉ một chiếc quần này. Các chị nào mà ưng thì đặt hàng luôn giúp em. Và bên em chỉ miễn phí ship trong livestream này thôi các chị nhá. Các chị ơi, ai đặt hàng comment giúp em là quần suông và số điện thoại giúp em nhá. Có giá sale là 215.000 và được miễn ship toàn quốc ạ. Đây này, phía sau đây các chị nhá. Quần suông là quần ống sẽ suông thẳng từ trên xuống dưới luôn các chị ạ. Và nhà em cũng sẽ mặc quần ống loe cho các chị xem. Quần này và mẫu nhà em là đang là 1m6 nặng 47 cân. Và hiện tại là đang mặc size S. Nhưng mà đây là bạn mẫu là hiện tại nhà em cũng vừa hết quần này, ngày mai mới về cơ. Nên là bạn mẫu đang mặc tạm bằng quần mẫu thôi. Chứ chưa, tức là chưa mặc bằng quần nhà em ra. Các chị ơi, áo sơ mi là 99.000 và quần nhà em là 215.000 các chị nhá. Các chị đặt hàng comment giúp em là áo sơ mi và quần suông ạ. Quần và được miễn ship toàn quốc ạ. Áo mã là 5036 chị nhá. Quần. Quần suông cơ mà. Quần mới mà. Quần suông mới. Quần suông mới mà em. Ô, chị Đỗ Vi ơi, quần trắng nhà em còn đấy ạ. Không, không mới này. Mẫu mà nhà em mặc áo sơ mi size S chị nhá. Cảm ơn chị Minh Huệ ạ. Nhà em còn áo sơ mi nhá chị Tiểu Yêu Tinh ạ. Áo sơ mi nhà em 99.000. Quần mã bao nhiêu? 5165. Quần nhà em là mã là 5165 và có giá 215.000 các chị nhá. Đặt trong livestream sẽ được miễn phí ship. Quần này là quần ống suông. Em nói là con gái chúng ta đôi khi là cũng cần có một cái quần nào đấy để mặc ra ngoài mà nó sang trọng một chút. Nên là đây sẽ là một chiếc quần mà em nghĩ là một sự lựa chọn hoàn hảo để cho các chị lựa chọn đến chiếc quần này các chị nhá. Quần này là đặc biệt là không kén người mặc, các chị thấp cũng mặc được mà cao cũng mặc được. Mặc quần này thì ra là mặc rất là tôn dáng các chị ạ. Chị Nguyễn Thị Dinh ơi, giày nhà em đang sale còn 550.000 chị nhá. 550.000 ạ. Quần xuống. Quần 1m63 nặng 55 cân, chị có thể mặc size L giúp em chị nhá. Quần này rất là dễ mặc các chị ạ.
dễ mặc lắm luôn. Dạ, 5165 là mã của quần chị nhá. Quần suông ạ, có giá sale là 215.000 và áo sơ mi là 5136 các chị nhá. Nhà em không có size XL chị nhá. Chị nail lắm nhá, nhà em không có size XL ạ. Em ở 976 đường Láng chị nhá. Một áo sơ mi chị Ngọc Trầm ơi, chị cho em số điện thoại cộng cùng với mã của áo sơ mi là gì em? 5136 ạ. Áo 5036 ạ. Có màu xanh và màu trắng các chị nhá. Nhà em có bán áo nhá chị Tiểu Ngư ạ. 99.000 ạ. À, ê 99.000 này em không phí ship đâu. Đấy, riêng mua riêng áo riêng sơ mi. Áo sơ mi nhà em không miễn ship các chị nhá. Ship các chị nhá. Đặc biệt mua áo sơ mi em không miễn ship. Vì áo sơ mi gọi là em bán để gọi là để cho có cái để cho mọi người biết đến thương hiệu của nhà em thôi. Và có thể biết được chất vải và đường kim mũi chỉ nhà em. Còn riêng áo sơ mi này em sẽ không miễn ship các chị nhá. Váy đỏ có trắng không ạ? Chị đợi một chút nhá, nhà em sẽ like váy đỏ. Chị Hải Nguyễn ơi, em nhìn thấy chị rồi. Vâng ạ, thì tháng mai em sẽ gọi chị nhá. Chị Tiểu Ngô ơi, áo nhà em là 99.000 và không miễn ship nhá chị nhá. Chị Ngô Thị Hồ ơi, áo nhà em là 99.000 và quần nhà em là 215.000 chị nhá. Chị mua trong hôm nay sẽ đừng miễn phí ship chị nhá. Quần này là quần ống suông ạ. Em có thấy chị sóng sóng ạ. Em các chị chốt mẫu này luôn giúp em đi em ơi. Nhà em chốt lần cuối đây ạ. Áo sơ mi là 5036 các chị nhá, có giá 99.000 và không miễn ship ạ. Quần là có mã là 5165 là quần suông các chị nhá, là quần ống suông ạ, có giá sale là 215.000 và miễn ship các chị nhá. Và bây giờ mẫu đi thay quần ống lê cho các chị xem ạ. Em thấy chị bé Na nhá. Váy đỏ lên mặc. Váy đỏ đấy các chị ơi. Đây các chị ơi, váy này rất là xinh. Em tự nhiên thoải mái ra một chút. Cứ thoải mái ra một chút. Chị Như Quỳnh ơi, váy đi dạ hội đây ạ. Váy này nhà em là có giá là 795.000. Và nếu mà các chị mua trong livestream ngày hôm nay, em sẽ giảm giá 20% nhưng em sẽ không phí ship các chị nhá. Riêng mẫu nào em giảm giá 20% thì em sẽ không phí ship được nữa. Bởi vì những mẫu đấy là em đã sale kịch sàn cho khách rồi. Nên là các chị đừng hỏi đòi hỏi bên em. Các chị đừng hỏi bên em là có miễn phí ship không các chị nhá. Váy này nhà em sale còn 635.000. Và hàng bên em thì các chị yên tâm được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nhà em đảm bảo các chị là từ vải lót đến tất cả các vải bên ngoài của nhà em lúc nào cũng là vải được tuyển chọn hàng đầu, nên các chị cứ yên tâm về chất vải. Chị Linh Nhi ơi, chị có thể mặc áo, chị cao bao nhiêu vậy ạ? Chị Nguyễn Thương ơi, chị có thể mặc size S chị nhá. Đầm này nhà em thì có 3 màu, đó là màu trắng, đỏ và hồng ạ. Bạn mẫu đang cầm cả 3 màu cho các chị xem nhá. Có giá là 795.000 và các chị đặt hàng trong livestream sẽ được sale là còn 635.000. Và mẫu này nhà em không miễn ship các chị nhá. Cảm ơn chị Hải Yến ạ, 635.000 ạ. Chị Nguyễn Lan Tường ơi, đây màu trắng bạn mẫu cũng đang cầm luôn đây chị nhá. Nhà em có màu trắng, màu hồng tím và cả màu đỏ nữa. Màu nào cũng rất là xinh, nhà em bán thì không biết bao nhiêu cái rồi ạ. Chị Như Nguyễn ơi, giày bản mẫu Dandy có giá sale là 550.000 các chị nhá. Có giá có size từ 35 đến 38 ạ. 5165 là gì? Chị Hướng Dương ơi, em đã nhận được đơn của chị, em cảm ơn chị nhá. Bám của váy này là 4952 các chị nhá. Ai đặt hàng mã váy này comment giúp em là 4952 và số điện thoại giúp em ạ. Chị ơi, màu hồng có đủ size chị nhá, có đủ size SML các chị ạ. Chị Anh Huỳnh ơi, chị cho em xin cả số điện thoại của chị nhá. Ai muốn đặt hàng đặt lại cho em cả mã và số điện thoại giúp em ạ. Chị Kim Huệ ơi, có dáng váy cổ vét Âu chị nhá. Váy nói chung là nhà em đang hôm nay nhà em sẽ giới thiệu rất là nhiều váy này. Các chị yên tâm, các chị cố gắng đợi bên em một chút nhá. Váy ôm body nhà em cũng có rất là nhiều luôn chị ạ. Nên các chị yên tâm. Em ơi, vào mặc màu trắng cho khách xem Hậu ơi, rút ra đi để cho 4952 các chị nhá. Sale còn 635.000 ạ. Và không miễn ship các chị nhá. Chị Ngô Ngọc ơi, chị đừng quên chia sẻ vào các nhóm hỗ trợ giúp em nhá. Bạn Ngọc Hồng ơi, đầm bạn mẫu vừa mặc là có giá 795 thì hiện tại đang sale còn 635 bạn nhá. Em thấy chị Kim Huệ nhá. Lai váy xanh ngọc trễ pha lưới đi ạ. Chị Loài Hương ơi, chị Hoài ơi, em không biết là chị đang hỏi mẫu nào ạ. Chị 50 cân mà sao. Chị Thắm Nguyễn ơi, chị cao bao nhiêu ạ? Em chào chị Chính Xuân ạ. Lại quần tây nhỉ. Chị Lê Hoa ơi, chị Lê Hoa ơi, chị đợi kết thúc livestream thì chị xem nhá. Vì hiện tại thì nhà em này cũng đang ra một chiếc quần nữa, quần ống loe. Và quần này thì nhà em bán, cũng nói thật các chị, nhà em bán rất là nhiều. Bởi vì những cái chiếc quần này là rất là sang mà lại dễ mặc nữa. Và đặc biệt ai cũng có thể mặc được các chị ạ. Mà là nó tôn dáng rất là nhiều. Màu xanh trễ vai là váy này.
Các chị ơi, các mẫu nhà em rất là ít nên nhà em chỉ mặc được một lần thôi ạ. Nên là chị nào muốn đặt hàng thì xem lại livestream giúp em nhá. Chị Hải Yến ơi, chị có thể mặc size S bên em nhá. Chị Mai Hằng ơi, váy đen nào vậy ạ? Về tí hơn. Chị Thủy Lê, mẫu đấy nhà em đã like rồi chị nhá. Chị Ánh Sao ơi, chị để lại cho em số điện thoại ở đây thì em sẽ kiểm tra đơn hàng cho chị trong ngày mà trong sáng mai nhé chị nhá. Các chị ơi, các chị muốn đặt hàng thì comment lại cho em mã váy và số điện thoại giúp em nhá. Đây là quần loe các chị nhá. Chị Thái Ngân ơi, mẫu bệt vai vừa rồi đang sale còn 635.000 chị nhá. Mà cái quần tây màu hồng đi ạ. Chị ơi, quần tây màu hồng hiện tại nhà em vừa mới gửi hết cho khách xong, ngày mai ngày kia mới về. Khi về thì em sẽ có luôn clip, video clip gửi lên trên cho lên trên page các chị nhá. Và nhà em đã có ảnh trước rồi nên là chị cứ xem trước ảnh giúp em nhá. Đây đây là quần ống loe đây chị ạ. Ngồi đợi một chút em. Chị Kim Huệ ơi, chị đợi một chút nhá. Mã của váy đấy là 5147 ạ, chị đợi một chút ạ. Các chị ơi, đây là quần ống loe các chị nhá, và vẫn kết hợp với áo sơ mi trắng. Quần ống loe hay quần suông các chị vẫn có thể kết hợp, ví dụ như áo phông này, cộng cùng mấy áo hai dây này, hay là đơn giản là áo bra, áo cúc mực đấy. Các chị có thể kết hợp rất là dễ mặc các chị nhá. Thay vì các chị là sợ là quần ống suông thì gọi là sẽ không thể tôn được dáng quá mức, ví dụ như không thể tôn được vòng ba và không thể tôn được eo đùi của mình, thì đây các chị hãy lựa chọn quần ống loe đây các chị nhá. Tức là quần ống loe này thì sẽ nọ ôm ở phía trên và loe ở phía dưới chân, rất là sang các chị ạ. Quần này mặc lên gọi là tôn dáng, tôn chân lên, cảm tưởng như tôn lên thêm cả chục phân nữa các chị nhá. À, các chị ơi, mã của quần ống loe này là 4743 các chị nhá. 4743 là quần ống loe ạ, còn 5165 là quần ống suông các chị nhá. Đây các chị nhìn rõ rồi đúng không ạ? Từ chất quần có thứ thì nhà em các chị yên tâm đảm bảo là chất cực kỳ đẹp luôn, và các chị sờ cực kỳ sướng tay luôn các chị nhá. Chị Tiểu Ngư ơi, mã của áo sơ mi là 5036 chị nhá. Áo sơ mi nhà em 99.000 một cái các chị, được kiểm tra hàng trước khi nhận, chất xấu giả lại bên em luôn. Bên em sẽ không bắt các chị chịu một bất cứ một phí ship nào. Sơ mi nhà em không nhăn không nhầu mà lại còn được chuẩn từ đường kim mũi chỉ nữa, mà giá chỉ có 99.000 nên là các chị nào mà đã ưng thì đặt luôn giúp em nhá. Chị Hồng Đào Nguyễn ơi, cái quần màu hồng là quần dáng suông, còn là quần này là quần ống loe, là quần khác hẳn chị nhá. Các chị phân biệt hai quần giúp em ạ. Đây là quần ống loe có mã là 4743 các chị nhá. Cực kỳ tôn vòng ba luôn các chị ạ. Bởi vì nhà em là làm eo cao hẳn lên trên rốn cơ, chứ không phải là eo dưới rốn, nên là rất là tôn vòng ba luôn các chị nhá. Chị Ngọc Bông ơi, quần có giá là 215.000, sale còn 215.000, và chị đặt hàng trong livestream sẽ được miễn ship chị nhá. Chị Rốt Blue ơi, hiện tại nhà em chuyển phát nhanh thì nhanh nhất, thì bây giờ nhà em cũng chỉ có thể là chuyển qua giao hàng nhanh thôi, mà cũng đã được gọi là chuyển phát nhanh rồi, phải 2-3 ngày mới nhận được chị nhá. À, chị Phan Anh Thư ơi, quần này là quần ống loe ạ, còn quần ống suông là quần khác chị nhá. Chị Hướng Dương ơi, chị lưu ý giúp em, quần ống suông là quần lúc nãy và quần này là quần ống loe các chị nhá. Nên là chị đặt thì chị lưu ý giúp em, còn em chỉ sợ đến khi chị nhận về thì nó sẽ là hai quần hai kiểu khác nhau đấy ạ. Quần nhà em đang sale còn 215.000 và đặt hàng trong livestream sẽ được miễn ship các chị nhá. À, chị Đào Hồng Ngọc ơi, có giá 99.000 khi mua trực tiếp nhá. À, nhà em mặc quần ống suông rồi chị ạ. Quần nhà em có màu trắng nhá. Quần ống loe có màu trắng và đen ạ. Em cảm ơn chị Uyên Nguyễn nhá. Đấy, các chị nào mà sợ lo lắng về chất lượng của bên em thì thật ra livestream nào cũng thế, có rất là nhiều khách hàng bên em đã đặt rồi và khách hàng bên em đã feedback lại luôn trên livestream. Nên là chị nào mà đang lo lắng và phân vân về chất lượng của Monoco thì các chị cứ yên tâm nhá. Các chị Thiên Kim Nguyễn ơi, chị muốn được chốt đơn hàng hay là xử lý đơn hàng nhanh nhất thì chị cứ đặt lại số điện thoại giúp em chị nhá. Chị Canla Lily ơi, em có quần ống suông nhá. Quần ống suông em vừa mặc xong. Quần ống suông mã bao nhiêu nhỉ? Quần ống suông mã là 5165 các chị nhá. Đây là quần ống loe là 4743, còn quần ống suông là 5165 các chị ạ. Em quay gần lại cho sơ mi chất cho các chị xem. Chị Phan Anh Thu ơi, chị nặng bao nhiêu vậy ạ? Áo sơ mi các chị ơi, đừng quên áo sơ mi nhà em có cả màu xanh nữa, nhưng các chị đợi màu xanh một chút thì bây giờ mẫu nhà em sẽ mặc màu xanh cho các chị xem nhá. Các chị ơi, các chị được kiểm tra hàng trước khi nhận nên các chị yên tâm nhá. Quần nhà em là chất cốt tông và có co giãn nhẹ chị nhá. Đây, rất là nhiều chị hỏi mẫu bệt vai màu trắng vừa rồi. Hả?
con bé mặc phải nào mặc váy xòe thì mới đẹp. Mẫu này em hỏi chị Kim Huệ ơi, váy đấy nhà em còn chị nhá, nhưng mà chị đợi một chút ạ. À, đây là mẫu lông đây, vừa rồi nhà em đã mặc mẫu lông màu đỏ, thì bây giờ mẫu nhà em lại mặc mẫu lông màu trắng. Mẫu này thì nhà em nói chung là cũng quá là nhiều chị mua rồi. Đây em mới đến gần đây. Chị Nguyễn Thị Thúy Duy ơi, chị hỏi gì về ạ? Tại vì comment bị trôi ạ. Đây các chị nhá, đây là chất vải và các chị có thể nhìn rõ luôn. Nhưng mà đặc biệt các chị sẽ không thiệt thòi một cái là các chị sẽ không nhìn được cái óng ánh của nó, cái kim sa của nó. Bởi vì váy lông này, nhà em là có đính thêm cả kim sa cơ. Nhưng mà này, ở trong livestream thì lại không thể nhìn thấy được ấy ạ. Đây rất là xinh. Váy này nhà em đang sale còn 635.000 các chị nhá. 635.000 đủ 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu hồng. Các chị ơi, các chị đặt hàng cứ đặt lại số điện thoại và mã giúp em nhá. Hoặc là quần ống lê hoặc quần ống suông, sơ mi cũng đều được ạ. Chị Phan Anh Thư ơi, không biết là chị là vòng 394, vòng 274, không biết là chị đang hỏi váy hay hỏi quần ạ? Hỏi váy. Rất là xinh đây ạ, màu 1952 các chị nhá, có 3 màu ạ. Có màu trắng, đỏ và hồng ạ, có size SML ạ. 795.000 và sale còn 635.000 và không miễn ship các chị nhá. Các chị nghe rõ giúp em là không miễn ship mã váy này ạ. À, chị ơi, chị nhìn Malakai mặc giúp em nhá. Chị Đỗ Như Phượng ạ. Mẫu váy xòe có tay màu. Em không biết là chị Thúy Duy đang hỏi mẫu nào ấy ạ. Em không biết chị Lê Hương Lê đang hỏi mà Nhi Ngọc Nguyễn. Chị Nhi Ngọc Nguyễn ơi, váy con Malakai đang mặc có giá sale là 350.000 các chị nhá. Đây, em quay luôn cho các chị xem nhá. Quá xinh luôn. 350.000 ạ, có hai màu, màu hồng và màu đen nữa các chị nhá. Màu đen là màu mà em đang dành để tặng quà cho các chị đấy ạ. Mà không biết là các chị có còn nhớ là bên em đang vẫn đang chơi mini game đây. Các chị đoán giúp em hai số cuối của tờ tiền 500 thì phần quà sẽ là một chiếc váy như Mano Canh đang mặc, có hai màu, màu hồng và màu đen. Thì các chị muốn nhận màu hồng hoặc màu đen đều được nhá. Và cả một cái váy hai dây nữa, hai dây xẻ tà mà bên em đang bán nè. Các chị đừng quên đoán số các chị nhá. Các chị đừng quên đoán số từ 00 đến 99. Các chị đoán bao nhiêu số cũng được, miễn sao là các chị chia sẻ cho em. Chị nào chia sẻ càng nhiều thì tỷ lệ phần quà dành cho các chị càng lớn các chị nhá. Chị Phan Anh Thu ơi, chị mặc size L giúp em nhá. Chị mặc size L đấy, chị có thể mặc size L bên em ạ. Xem trắng có tầng đi ạ. Chờ đợi em một chút, rất là nhiều váy em đang đưa ra. Chị Khánh Vi Phạm ơi, mẫu vừa xong các chị có thể kéo cao lên một chút được các chị nhá. À đúng rồi, nhà em đang có một chiếc váy mà chắc là rất là nhiều chị đang mong đợi đấy nè. Chiếc váy mà cổ vét và bên dưới là xòe, rất là xinh. Đợi em một chút, em sẽ bảo mẫu bạn mẫu mặc cho chị. Các chị ơi, ai đặt mã váy con canh mặc thì comment giúp em nhá. 4573. Váy con canh đang mặc là 4573, có màu hồng và màu đen các chị nhá. Đây rồi các chị ơi, đây quần ống loe của nhà em đây các chị nhá. Đây là quần ống loe ạ. Có sao đâu, ra đi. Đẹp. Cho tay này trước. Đấy, đúng rồi. Đấy. Các chị ơi, đây ạ, quần ống loe của nhà em đây. Quần ống loe này là màu trắng đấy ạ. Vừa mặc màu đen xong thì bây giờ em cho mẫu nha, em mặc màu trắng. À, chị Hương Lê, bây giờ nhà em mẫu này xong là nhà em sẽ thay luôn mẫu mày váy đấy cho chị xem nhá. Chị Kim Huệ ơi, chị đợi bọn em một chút nhá. Áo sơ mi 99.000 có hai màu xanh và trắng, quần có hai màu trắng và đen. Các chị mua trong livestream quần hôm nay còn được miễn phí ship nữa. Và tức là chiếc quần tính ra chỉ còn 170.000. Hôm nay nói chung là em bán hàng này, em bán hàng không còn một tí lợi nhuận nào. Em nói sai là mất lộc với tất cả các khách luôn. Bởi vì sao, quần này bình thường là nhà em đang bán 355.000 mà hiện tại thì em sale cũng còn 215.000, mà hôm nay thì hơi động trời một tí là em lại bắt đầu là em còn giảm giá luôn, là em miễn phí ship. Trừ đi chỉ còn 170 thôi. Nên là các chị nào mà đã muốn đặt hàng thì đặt hàng luôn chiếc quần này đi ạ. Đây là gọi là váy dạng vest nhà em còn nhé chị nhá. Váy dạng vest cực kỳ đẹp luôn chị Sam Sokyu nhá. Váy dạng vest ấy ạ. Đợi một chút em sẽ cho bạn mẫu mặc ạ. Ai đặt váy con canh đang mặc có mã là 4573 các chị nhá. Em thấy chị Thu Hoàng Hoàng ạ. Các chị ơi, đây là quần ống loe các chị nhá, có màu đen và trắng. Bạn mẫu vừa mặc màu đen rồi ạ. Còn đây là màu trắng các chị nhá.
quần trắng nhé, em vải chất cốt tông chị nhá. Ai đặt mã váy này mã quần này comment giúp em là 4 5 7 4 7 4 3 4 7 4 3. Có size SML và hiện tại có sẵn tại cửa hàng rồi ạ. Đây là quần ống loe các chị nhá. Váy xẻ tà là giá là 295.000 nhá chị Quế Trân ạ. Một cái nào. Hoa lavender ấy. Chị Dung Dung ơi, nhà em có nhiều váy trắng che vai lắm chị nhá. À, các chị ơi nhanh để em qua mẫu nha các chị nhá. Áo sơ mi là 99, quần là 215 ạ. Áo sơ mi có hai màu đó là màu trắng màu xanh, có mã là 5036, có size SML ạ. Và quần là 4743, có màu đen và màu trắng. Và đây là quần ống loe các chị nhá. Chị bé Bigi Cà Mau ơi, quần là chất cốt tông, áo cũng là chất cốt tông. Nhưng cốt tông này là hai cốt tông khác nhau. Cốt tông áo là cốt tông không nhăn không nhầu, quần thì cũng sẽ không nhăn không nhầu đâu chị ạ. Nhưng cốt tông quần là cốt tông để may quần chị nhá. Chị Hồng Đào Nguyên ơi, các chị đặt hàng đừng quên để lại số điện thoại giúp em nhá. Quần đen mã, quần đen nhà em có hai quần, quần ống suông và quần áo. Quần ống loe đấy ạ. Áo nam có màu xanh nhá chị nhá. Áo nam có màu xanh ạ. Nhà em qua mẫu đấy các chị nhá. 4726. Vâng, em đã nhận được rất là nhiều các chị. Em rất là cảm ơn các chị nhá. À, lâu lâu thì có khi em livestream em sẽ dành tặng quà cho các chị. Đấy là miễn phí ship. Món quà cũng không phải là quá lớn nhưng em nghĩ đấy cũng là tấm lòng của bên em dành cho các chị. Hai áo sơ mi là... em không miễn ship được ạ. Hai áo sơ mi không miễn ship, chị lấy 10 cái em cũng không miễn ship được chị nhá. Vì em nói thật chị rằng là áo sơ mi nhà em bán là không có lãi rồi nên là có 10 cái em cũng không miễn phí ship, vì nhà em bán có chị còn đặt cho cả công ty luôn, cả 80 đến 100 cái cơ chị ạ. Chị Bạch Dương ơi, quần nhà em có size SML chị nhá. Thôi, chị mặc mất rồi. Sao bây giờ? À, chị nào vừa hỏi mã váy màu trắng mà có đính ngọc đấy ạ, à, đính hạt đấy nhé, em quay trở lại đây ạ. À. Nhưng em lưu ý nhà em váy này chỉ còn size L và size XL thôi. Vì váy này hot quá, xinh quá nên hết mất rồi chị nhá. Các chị nhá, váy này nhà em có size L và size XL. À, chị nào muốn đặt váy này thì cho em xin chiều cao cân nặng, em sẽ xem là có mặc được hay không thì bên em mới dám nhận với các chị nhá. Váy này nhà em là còn đang sale còn 635.000 nữa chị ạ. Đến đây với chị. Đây. À, chị quần ống suông nhà em mặc rồi ạ. Màu hồng nữa chưa? Em không biết là chị Minh Nguyễn đang hỏi mẫu nào ấy ạ. Có jean ống loe không ạ? Jean ống loe nhà em còn nhưng mà còn size to thôi chị ạ. Nên là với chị nào hơi mập một chút mới có thể mặc được jean ống loe. Nên là nhà em mẫu nhà em không mặc vừa jean nên là em không giới thiệu các chị nhá. Váy này nhà em đang sale còn 635.000 thôi các chị ạ. Váy này nhà em được đính kết hạt chai cộng với pha lê toàn bộ ở phần ngực. Phần thân váy cũng được đính kết bằng hạt chai cùng pha lê các chị nhá. Độ tùng xòe của váy là độ tùng xòe váy tự nhiên và váy này là vải không nhăn không nhàu. Chị Kim Huệ ơi, bạn mẫu đang thay váy chị yêu cầu rồi ạ. Đây là chị đợi một chút nhá. Nốt mẫu này là đến mẫu đấy ạ. Có màu hồng mẫu váy này không ạ? Váy này nhà em có một màu trắng duy nhất các chị nhá. Có mã là 5077 ạ. Có giá sale là 635.000 các chị nhá. 795.000 sale còn 635.000 khi đặt hàng trong livestream ạ. Chị Kim Huệ ơi, chị đợi một chút nhá. Em không biết chị Bảo Bình đang hỏi mẫu nào ạ. Chị Nguyễn Giang ơi, chị cao bao nhiêu ạ? Váy đỏ đi shop. Váy đỏ nhà em vừa like rồi đấy ạ. Váy đỏ vừa qua có giá là sale của 635.000 các chị nhá. 5077 là chị mã của váy trắng này ạ. Áo trong ra. Váy trắng ạ. 5077.000 có giá sale là 635.000 chị nhá. Ai đặt hàng để lại số điện thoại giúp em. Giày nhà em đang sale còn 550.000 ạ. Có size từ 35 đến 39 ạ. À 38 ạ. Đầm xám kim tuyến đi shop. Chị ơi bây giờ nhà em sẽ mặc đầm xám kim tuyến nhưng đợi em một chút vì đang còn rất là nhiều váy chưa mặc. Nên các chị cứ yên tâm các chị nhá, sẽ có rất là nhiều váy mà các chị đang mong đợi sẽ ra. Chị Trần Tuyết Anh ơi, quần đen ống loe là 4743 các chị nhá. Tươi xong chưa? Xếp bộ rồi đi shop. Chị Mai mà Ami ơi, chị đợi một chút nhá. Váy này nhà em đang sale còn 635.000 đấy ạ. Ra đây đi. Em không biết chị Huyền Babi đang hỏi mẫu nào ạ. Em thấy chị Thùy Linh nhá. Nhà em mặc áo vest. Chị Kim Huệ ơi, chị theo dõi giúp em nhá. Các chị đừng quên để lại số điện thoại để được đặt hàng nhanh nhất ạ.
Đây ạ, à, đây là mẫu váy vest đây các chị nhá. Chị Quế Trâm ơi, chị cho em xin số điện thoại chị nhá. 5049 và số điện thoại giúp em ạ. Váy hồng trên mẫu đây, váy vest đây rồi các chị ơi. Đây là màu hồng môn các chị nhá, màu hồng tím. Váy này xinh lắm các chị ạ. Bởi vì nó là sao? Bởi vì nó là tay lỡ mà cổ thì là cổ kiểu cổ vest nữa, rất là sang trọng các chị ạ. Váy này nhà em bán 515, hiện tại đang sale 20%. Và đặc biệt các chị mua hàng trong hôm nay các chị này còn được miễn phí ship nữa. Nên là các chị nhanh tay các chị nhá. Váy này nhà em về số lượng cực kỳ ít. Bởi vì sao? Bởi vì may nó rất là lâu và rất là kỳ công. Nhưng mà mặc lên thì đảm bảo là đẹp, đẹp miễn chê luôn. Chị nào thấp hay cao đều mặc được và mặc cực kỳ sang luôn. Các chị ơi, 500 sale còn 515.000 và được miễn ship. 515 sale 20. 515.000. Hả? Bán trên kia là 515.000 là giá sale. Sợ chưa? Sợ sale rồi. Ôi, chị bảo 515.000 mà. 515.000 rồi. Em cảm ơn chị Quế Trâm ạ. Em thấy comment của chị Mạnh Kha nhá. Đầm cánh tiên bao nhiêu ạ? Em không biết chị đang hỏi đầm mẫu nào. Đầm cánh tiên vừa rồi màu trắng có giá là 635.000 chị nhá. Có ai 50 mà chị. Chưa xem váy tay. Đây chị ơi, mẫu váy này các chị nào không thích sát nách hoặc là không thích 2 giây thì các chị có thể chọn mẫu váy này ạ. Các chị có thể mặc đi làm hay là đi chơi đều được các chị nhá. Cực kỳ tiện luôn ạ. 1m50 thì chỉ hơi dài một chút, dài hơn bạn mẫu 10 phân thì chị có thể là cắt ngắn đi cũng được chị nhá. Tùy mẫu nhà em cao 1m6 chị nhá. Váy hồng trễ vai màu đỏ. Em không biết chị Thu Hằng đã hỏi mẫu nào ạ. À, váy này nhà em đang sale và đang được miễn phí ship các chị ạ. 515 và miễn phí ship các chị nhá. 515 miễn phí ship ạ. Chị mà Mạnh Khang ơi, nhà em đã like mẫu đấy rồi nên là xem lại livestream giúp em nhá. Váy này nhà em đang 515.000 và khi đặt hàng trong livestream sẽ được sale 20% ạ. Và được miễn ship ạ. Miễn ship các chị nhá. Rồi chị Kim Huệ, chị inbox giúp em nhá. À, váy này, mẫu váy cổ vest này của nhà em có 3 màu, màu vàng nâu đấy ạ. Vàng nâu ạ. Đây em ơi. Có vàng nâu, màu hồng tím và màu đen các chị nhá, có 3 màu ạ. Đây. Mẫu này đang đẹp lắm. Em vào em mặc màu đen đi. Bây giờ em xin rút để em mặc màu đen nha các chị nhá. Váy này nhà em không có màu đỏ chị nhá. Chị An Meo Meo ơi, chị hỏi gì về à? Chị hỏi lại giúp em nhá. Các chị ơi, cái váy này nhà em là làm thắt đai nên là chị nào eo to một chút đều mặc được các chị nhá, mặc thoải mái eo luôn ạ. Eo to một chút, từ các chị gọi là mập mập cao một chút, em bảo khách đi. Không, bảo đi nha. Chị Khánh Nguyên ơi, váy xanh nào ạ? À? Dạ không ạ, 515, 295.000 là không sale nữa chị nhá. Váy ơi. Các chị ơi, các chị chú ý giúp em để tránh nhầm mẫu ạ. Những váy nào nhà em sale, nhà em sẽ đọc luôn sale và miễn ship. Còn váy nào nhà em không sale, đọc luôn giá là sale rồi thì không sẽ không sale. Còn sale nữa các chị nhá. Váy này nhà em là đang là giá 295.000 là giá đã sale. Và nếu các chị đặt hàng trong livestream ngày hôm nay sẽ được giảm giá, sẽ được miễn phí ship các chị nhá. 295.000 và miễn phí ship các chị ạ. Váy xanh này nhà em có đỏ chị nhá. Có đỏ váy này trắng nhà ạ. Em là có màu xanh, màu đỏ và màu trắng ạ. Tức là có 3 màu. Váy này là váy đuôi cá, em cứ tự nhiên thoải mái là bỏ tay ra. 295.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Có mã là 4893 các chị nhá. 4893 có màu xanh, trắng và đỏ ạ. 295.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Phía sau là không hở đâu các chị nhá. Em mới xay người đi em. Ai đặt hàng comment giúp em nhá. Đây là phía sau các chị nhá. Đây là phía sau, phía đuôi cá. Váy này nhà em là được dùng bằng vải cốt tông. Quay sang trước đi em. Đây ạ, váy này nhà em cũng dùng bằng vải cốt tông. Và vải này nhà em là vải có co giãn 4 chiều các chị nhá. Vải có co giãn 4 chiều nhưng mà nó cũng sẽ có độ cứng. Nên các chị mặc thì các chị cứ yên tâm. Váy này nhà em là có cúp ngực rồi ạ. Đây hai màu đỏ trắng em cầm luôn. 295.000 và miễn phí ship các chị nhá. Có 3 màu đấy các chị nhá. Tại vì bây giờ nhà em cầm luôn cho các chị xem cho dễ luôn ạ. Nên là nhà em, tại vì hiện tại nhà em không có mẫu để mặc nhiều ạ. Nên là các chị xem giúp em nhá. Chị Xuân Hồng ơi, chị hỏi gì về ạ? 4893 có giá sale là 295.000 và miễn ship chị nhá.
Ai đặt hàng comment giúp em là 4893. Váy nào nhà em cũng có size S, M, L nhé chị Thu Hằng nhé. Lấy trắng mẫu mặc đang mặc chị. Chị Ban Mai Nắng ơi, chị cho em lại số điện thoại và mã váy giúp em nhé. Chị An ơi, 515 sale 20 còn bao nhiêu em? 360 Ui chết. Thì chưa em bảo rồi mà lại còn. Thử cho em xem. Thôi rồi, kệ đi. Nó nói khách rồi. Có bán giày mẫu đang đi chị nhá. Có bán giày sale còn 550.000 ạ. Chị Bình Minh ơi, chị cho em số điện thoại nhá. Số điện thoại và mã váy là 4893 295.000. Váy vest nhà em không có màu đỏ chị nhá. Nhà em đấy là màu hồng đấy ạ, không phải màu đỏ đâu. Ai đặt hàng mã này comment giúp em nhá. 4893 có size S, M, L, có đỏ, xanh và trắng ạ. Chị ơi, size L nhà em còn tùy theo chiều cao cân nặng nên là em cũng không biết là bao nhiêu kg thì vừa chị nhá. Chị Thư Abi ơi, không có màu đỏ chị nhá, chỉ có hồng, màu nâu và màu đen thôi ạ. Chị Ban Mai Nắng ơi, 4893 à? Chị nhá. 4893. 4893 có size S, M, L 295.000 khi đặt hàng trong livestream và được miễn ship ạ. Có size các chị nhá, nên các chị cứ đặt hàng lại số điện thoại giúp em ạ. Các chị ơi, nhà em chỉ giảm trong livestream thôi các chị nhá. Các chị ơi, các chị thấy váy cổ vest này xinh không ạ? Màu đen này em thấy màu đẹp nhất. Còn thời gian là các chị nào mà trắng một chút thì mặc màu hồng hoặc màu xám cũng được. Nhưng mà em thấy màu đen vẫn là màu sang trọng nhất. Váy này nhà em đang sale còn 410 và miễn phí ship các chị nhá. Em nói luôn ra giá sale và miễn phí ship. Khỏi nhiều chị này không biết này, cứ bảo sale này rất là mệt. 410 và miễn phí ship. Váy này chị nào mập một tí cũng mặc thoải mái giúp em. Vì váy này nhà em là váy thắt đai nên các chị yên tâm. Cực kỳ xinh, em ơi đến gần đấy đi. Chị Trong Chóng Trước Gió ơi, Manakanh mặc là 4573 chị nhá. Má 4573. Chị Thảo con ơi, em nhận được đơn của chị rồi, em cảm ơn các chị nhá. Váy cổ vest nhà em đây, và nhà em nói trước là về số lượng cực kỳ ít, nên là chị nào đặt hàng thì đặt hàng luôn giúp em. Vì em cam kết các chị rằng là các chị nhận váy này mà các chị không thấy đẹp, các chị cứ giả hàng cho em. Bởi vì sao? Vì váy này em cam kết là đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Các chị ơi, đầm này nhà em là làm theo là có đai thắt nhá, nên là các chị nào hơi mập một chút hoặc là vòng eo hơi to một chút thì các chị đều có thể mặc được ạ. Tại vì các chị có thể tùy chỉnh theo đai dây của mình nhá, nên các chị yên tâm ạ. 60kg mặc vừa nhớ chị Trần Oanh nhá, chị mặc thoải mái giúp em. Chị Phương Phan ơi, chị tại chị vì hiện tại lỗi comment nhiều quá nên bọn em không đặt được hết nhá. Thế là chị cứ cho em số điện thoại với lại mã giúp em nhá. Chị Bình Minh ơi, chị có thể mặc size S nhá chị nhá. Chị Huấn Dương ơi, chị có thể mặc size M đấy ạ. Chị Lê Yên ơi, em nhận được đơn của chị, em cảm ơn chị nhá. Váy này nhà em là 410 và miễn phí ship các chị nhá, miễn phí ship toàn quốc. Nhưng em xin phép lưu ý với các chị là chỉ miễn phí ship trong livestream ngày hôm nay. Kết thúc livestream thì em không chấp nhận miễn phí ship nữa. Nên là em mong các chị nào đã đặt thì đặt luôn ở trong này giúp em. Bởi vì kết thúc là bên em sẽ không tính không chấp nhận là miễn phí ship nữa. Chị Thanh Hoàng ơi, nhà em mặc màu hồng tím rồi chị nhá. Chị xem lại livestream giúp em ạ. Thử váy mà nó cân chị. Chị ơi cho một người. Không dạ. Còn gì nữa. Váy đen này dạ không nóng đâu chị yên tâm nhá. Nhà em làm mặc mùa hè đấy ạ. Váy này nhà em làm mặc một lớp nên là các chị yên tâm là không nóng đâu ạ. Có màu hồng tím chị nhá. Chị Thu Nguyễn Thị Vượng ơi, có màu hồng tím em thấy chị kẹo đắng ạ. Váy này các chị mặc về ví dụ như trời tối mùa hè nó có sẽ hơi se se, có một chút gió lạnh, hoặc là các chị mặc đi làm cũng rất là xinh. Vì váy này là váy tay lỡ chứ không phải là váy dài tay, nên các chị không lo nóng các chị nhá. 5147 các chị nhá. Ai đặt mã váy này comment giúp em là 5147 có 3 màu, đó là màu nâu, màu đen và màu hồng tím ạ. Có giá sale trong livestream là còn 410.000 và được miễn ship toàn quốc ạ. Chất là gì? Chất cốt tông chị nhá, chất cốt tông. Cốt tông có rất là nhiều loại nhưng bây giờ em chỉ biết nói các chị là chất cốt tông thôi. Vì chất vải của bên em là đã là chất lựa chọn đầu tiên ở số 1 rồi nên các chị yên tâm không phải lo đâu ạ. Chị Kiều Đắng ơi, chị đặt lại mã và số điện thoại giúp em nhá. Chị Liên Hương Lê Hiền ơi, mã của váy che vai là 4893 chị nhá. Mẫu canh mặc là 350.000 ạ. Loại màu đỏ. Chị Thương Thỏ ơi, chị hỏi lại giúp em nhá. Váy này là 410.000 và miễn phí ship. Mã chuẩn bị đọc qua mẫu nhanh. Mã 5147 các chị nhá. Có 3 màu, có size S, M, L đấy ạ. Em thấy chị Minh Hằng nhá. Cảm ơn chị Carole ạ. 5147
47 ạ, nhà em qua mẫu đây ạ, 410.000 và miễn ship ạ. Chị Nguyễn Thị Vượng ơi, chị có thể mặc size M chị nhá. Đây 4893 màu đỏ đây các chị ạ. 4893 màu đỏ 295.000 và miễn phí ship. Thì tức là chỉ còn tầm 260.000 thôi một chiếc váy này, quá là rẻ rồi. 260.000. Nếu mà chưa tính phí ship. Và chưa có túi không chị? Hử? Không có túi mà. Chị Phượng Ngọc ơi, đầm đấy không có túi chị nhá. 4893. 4893 có màu đỏ, xanh và trắng các chị nhá. 295.000 và miễn ship toàn quốc ạ. Khi các chị đặt hàng trong livestream ạ. Mẫu đỏ, mẫu bạn váy đỏ đang mặc là cao 1m58 các chị ạ. Còn bạn mẫu vừa rồi mặc là 1m60. Các chị ơi, mẫu canh mặc chị xem ở canh mặc giúp em nhá. Nhà em không thử được ạ. Mẫu mà, mẫu canh mặc thì hiện tại là nhà em có mỗi size L, mà size L hiện tại thì cũng chưa thể thử, tức là không bạn mẫu nào vừa. Nên là bây giờ em cũng không biết là thử cho các chị kiểu gì. Và hiện tại váy này nhà em vẫn đang làm và vẫn đang về thêm. Nên là các chị nhìn tạm trên mano canh trước giúp em các chị nhá. Chị Uyển Thu Thi Du ơi, tại vì hiện tại nhà em không có mẫu nên là chị xem lại livestream giúp em nhá. Hoặc là chị đợi một chút thì bạn ấy đang mặc một màu cuối của cái váy đấy chị nhá. Quan hai tầng tay xẻ không ạ? Có màu gì nữa? Chị Lê Tuyết ơi, mã này thì có màu đỏ, trắng và xanh chị nhá. 4893 295.000 và đồng miễn ship ạ. 4893 các chị nhá. Chị Bích Lê ơi, nếu eo chị 73 thì vừa chị nhá, vừa size L nhá. Chị Suka ơi, bọn em có bán giày chị nhá. Giày đang sale còn 550.000 ạ. Chị Như Ngô ơi, em nhận được đơn của chị rồi, em cảm ơn ạ. Chị Lê Hiên ơi, em nhận được đơn của chị rồi, em cảm ơn chị nhá. Chị Hồ Thoan ơi, váy đỏ 64kg còn tùy theo chị cân nặng, em sợ, thật sự sợ là không vừa đấy chị ạ. Chị Lê Trung ơi, chị cho em số điện thoại và mã váy giúp em nhá. Cầm mẫy sao váy đen xem với. Các chị ơi đợi em một chút. Nhiều á. Váy đen là váy y tì như mano canh đang mặc chị nhá. Nó chỉ là màu đen thôi ạ. Váy 2 giây nhé, em vừa like rồi chị nhá. Chị Kẹo Đắng ơi, em đặt mẫu nào một là được chứ chị? Chị cứ để lại số điện thoại cho em là được chị nhá. Chị Thu Hằng ơi, váy này nhà em là chất cô tông chị nhá. Chị Lê Chum ơi, chị đặt lại cho em cả số điện thoại chị nhá. Váy 3 tầng tay xoay. Em không biết chị Tú Trinh đang hỏi váy nào ạ. Váy van đi. Chị Phương Van ơi, chị đợi một chút nhá. Chị Hải Yến ơi, 4893 chị ạ. 4893 chị nhá. Em nhận được đơn chị Hà Tiêu rồi ạ. Màu trắng bên mẫu không ạ? Em không biết chị Hải Yến đang hỏi mẫu nào vậy ạ? À? Chị Lê Trung ơi, eo chị khoảng bao nhiêu ạ? À? Chị Thư AB ơi, chị đã cho em cả số điện thoại của chị nhá. Màu này cũng xinh nhỉ? Ừ. Màu này xinh lắm mà. Màu này xinh lắm mà luôn ơi. Các chị ơi, đây là màu cuối cùng của váy cổ vét đây ạ. À. Váy này đang sale còn 410.000 và miễn phí ship. Màu này cũng tây lắm các chị ạ. À. Như ở ngoài nó sáng hơn một chút các chị nhá. Ở ngoài nó sáng hơn một chút đấy ạ. Em nhận được đơn của chị Kẹo Đắng rồi nhá. Cảm ơn chị Thủy Tiên ạ. À, dạ vâng ạ, chị Bình Minh ạ. Dạ vâng ạ. Các chị ơi, váy này mà có 410.000 em thấy là thật sự rất là rẻ mà còn được miễn phí ship nữa. Nên là chị nào đặt hàng nhanh tay giúp em. Váy này mặc thì em nói các chị là các chị mặc đi với cái trường hợp nào cũng được. Đợi một chút để cho bạn em. Chị Mai Anh ơi, nhà em đóng cửa lúc 22:30 chị nhá. Mẫu này nhà em không có túi ạ. Váy này nhà em là không có cà khuy luôn. Và nó chỉ là cái dây thắt để giữ nguyên đây các chị nhá. Đây chất vải đây các chị nhìn thấy rõ không ạ? Đây. Chị Hà Quân ơi, váy trắng nhà em thì nhiều lắm nên là nhà em không biết là chị ưng mẫu nào chị nhá. Mẫu cao 1m6 chị ạ. Mẫu này sale còn 410.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. 5147 ạ, có 3 màu nhé, em thử cả 3 màu rồi đấy ạ. Váy này nhà em là vải cốt tông chị nhá, vải cốt tông ạ. Các chị ơi, chị nào eo to một chút thì có thể chọn mẫu này giúp em nhá. Tại vì nhà em làm bằng thắt đai ấy, không có kéo khóa hay là cúc gì nên là các chị có thể nới ra một chút được ạ. Chị Ánh Ánh ạ, dạ vâng ạ, mẫu cao 1m6 chị nhá. Chị Nguyễn Huyền ơi, em nhận được đơn của chị có thể mặc size L chị nhá. Chị Hương Nguyễn ơi, nhà em có nhiều váy trắng lắm. Váy này nhà em có 3 màu, màu nâu, màu hồng tím và màu đen. Mẫu nhà em mặc cả 3 màu cho các chị xem rồi đấy ạ.
trắng ren đi chị ơi. Nhà em có mẫu đấy, nhà em like rồi chị nhá. Tại vì hàng sale thì nhà em có số lượng rất là ít nên là các chị đặt hàng nhanh giúp em. Và thứ hai là nhà em chỉ miễn ship khi đặt hàng trong live stream thôi ạ. Nên là các chị đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng giúp em nhá. Váy này có màu nâu, hồng tím và đen ạ. Giá bán là 515.000, giá đặt hàng trong live stream là còn 410.000 và miễn ship ạ. Màu này là màu nâu chị nhá, màu nâu ạ. Chị Hoa Hướng Dương ơi, eo 78 vừa được váy này chị nhá, váy này thôi ạ. Chị Thu AB em thấy đơn của chị rồi nhá. Nhà em chốt lần cuối đây ạ. Em thấy chị Khánh Huyền ạ. Mã này là 5147 ạ, có 3 màu nâu, hồng tím và đen, có size SML ạ. Có giá sale là 410.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream chị nhá. Nhà em qua mẫu đây ạ. Vâng, vào đi em. Đây. Bốn còn sale còn 385. Sale còn 385. Các chị ơi, ai đặt hàng váy này comment giúp em là 4826 và số điện thoại giúp em nhé. Hôm nay nhà em sale kịch váy này là còn 385.000 các chị ạ. 535.000 và đặt hàng váy này trong livestream sẽ sale còn 385.000 các chị nhá. Địa chỉ nhà em ở 976 Đường Láng ạ. Chị Hồng Kim Trần ơi, chị cho em cả đấy, số điện thoại nhá. Dạ vâng ạ, em nhận được đơn của chị Hồng Kim Trần rồi ạ. Chốt mẫu này của bé rồi sao? Dạ chị Thảo Quân ơi, chị cho em cả mã váy là 5147 chị nhá. Mút dày không chị? À chị Duyên Nguyễn ơi, váy này nhà em là có mút ngực không ạ? Không có. Không có mút ngực chị ạ. Váy này nhà em không có mút ngực vì thật ra cho mút ngực vào váy này rất là xấu nên không thể cho được chị nhá. Váy nào nhà em cho được mút ngực thì nhà em sẽ cho, và váy nào không cho được thì sẽ không thể cho được mút ngực ạ. À, váy này nhà em là có hai màu, màu trắng và màu đen. Váy này là váy lưới 7 tầng và phía sau đây em ơi, quay phía sau cho khách xem. Đây đây là phía sau đây các chị nhá. Các chị Khánh Huyền ơi, em thấy đơn của chị rồi nhá. Các chị mà sợ hở quá thì các chị có thể cho dây cao lên là sẽ không hề hở đâu ạ. Em ơi, váy lavender còn màu đen. Các chị ơi, váy nhà em cực kỳ dễ sửa nên là chị nào mà hơi thấp một chút thì các chị có thể cắt bớt vần chân váy ạ, không hề mất dáng luôn các chị nhá. À, váy này là vải lưới của nó là vải lưới không nhăn không nhàu. Các chị đặt váy này thì chốt luôn mã 4826 ạ, có màu đen và màu trắng, có size SML các chị nhá. Sale còn 385.000 ạ. Và miễn ship khi đặt hàng trên livestream chị nhá. Dạ đúng rồi ạ, chị Duyên Cao ạ. Nếu chị được muốn được miễn ship thì chị đặt hàng trên livestream giúp em nhá. Comment mã váy và số điện thoại giúp em ạ. Chị Thảo Conny ạ. Dạ vâng ạ. Chị Võ Thảo Trang, chị có thể mặc size M chị nhá. Đây, của chị. Dạ chị Duyên Cao cũng đổi chị nhá. Chị Thủy Lê ạ, à, dạ vâng ạ. À. Em nhìn thấy đơn của chị Nguyễn Thị Vương rồi ạ. Chị Ngọc Linh ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? 5147 có 3 màu nâu, hồng tím và màu đen chị nhá. Dạ vâng ạ, à, chị Thiên Lôi ạ. À. Tại vì lượng inbox nhà em cũng đang quá nhiều ấy ạ. À, váy 2 dây đây, váy 2 dây xẻ đùi đây ạ. À. Váy này nhà em làm, các chị nhìn thì nó đơn giản nhưng mà làm cực kỳ kỳ công luôn các chị nhá. Nào là lại phải còn ép băng vào để cho nó dán vào, xong rất là nhiều thứ để kỳ công mới có thể lên được một chiếc váy như thế này. Váy này nhà em đang sale còn 295.000 và các chị đặt trong livestream sẽ được miễn phí ship các chị nhá. Váy này nhà em có 5 màu, màu hồng, màu mận, màu xám và màu trắng. 4 màu hay là màu 5 màu? 5 màu. Rồi đưa cho bạn. Các chị ơi, có 5 màu chị nhá. Váy body xẻ đùi có màu trắng, đỏ mận, xanh đen đậm, đỏ. Đưa màu. Đưa màu. 5 màu đấy ạ, váy 2 dây. Váy này cực kỳ ôm tôn dáng và tôn tất cả 3 vòng luôn các chị nhá. Tay nghiêng đi em. Đây. Đây, đây là 5 màu đấy các chị ạ. Màu xám mà. Đây các chị ạ, 295.000 và miễn phí ship các chị nhá. 295.000 và miễn phí ship. Em ơi bỏ ngang một chút cho khách xem. Vậy đây. Đây ạ, các chị nhìn rõ bảng màu giúp em nhá. 5147 là 410.000 và miễn ship chị nhá.
Đầm này 200. Đầm 2 giây này mã là 5049 chị nhá. Có giá sale là 295.000 và miễn ship ạ. Chị Ngọc Linh ơi, chị có thể mặc size L ấy chị nhá. Còn thiếu màu xanh đen chị nữa. Chị Tiểu Yêu Tinh ơi, chị đặt hàng trong livestream sẽ được miễn ship chị nhá. Nên là chị nào đặt hàng thì cứ đặt giúp em ạ. Chị Ngọc Linh ơi, mét 7 chị mặc thoải mái giúp em chị ạ. Bởi vì váy này nhà em làm rất là cũng dài nên là chị yên tâm. Là chị mặc rất là thoải mái luôn. 2 giây body có bèo ngực không ạ? Chị An Meo Meo ơi, nhà em đã like mẫu đấy đầu tiên rồi chị nhá. Nên là chị xem lại livestream giúp em ạ. 4952 có free ship. 4952 là mẫu bè lông. Không chị không. Ơi, 4952 nhà em không free ship chị nhá. Chị Võ Thảo Trang ơi, em nhìn thấy đơn của chị rồi nhá. Sáng mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện và chốt đơn hàng cho chị ạ. Các chị ơi, các chị xem màu giúp em nhá. Tại vì bây giờ mà thử cả 5 màu thì hơi lâu một chút ạ. Chị Sam Nguyên ơi, Nguyễn ơi, nhà em có màu xanh đen chứ không có đen ạ. Vâng. Các chị đặt hàng để lại giúp em số điện thoại và mã váy ạ. 515049 ạ. Có 5 màu các chị nhá. Quay sau lưng cho khách xem kìa em. 5049 ạ, có size S, M, L và đặt hàng trong livestream còn 295.000 và miễn ship ạ. Đầm mẫu mặc bao nhiêu? 295.000 và miễn ship nhé chị Nhật Thảo ạ. 5049 các chị nhá. Có size S, M, L ạ. Còn 295.000 và miễn phí ship ạ. Con ơi, đi sau hộ cô. Váy dài về size L. Chị Quỳnh Nguyễn ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? Mã là gì nhỉ? 5049 các chị nhá. 5049 là mẫu 2 giây mà bạn mẫu đang mặc ạ. Có giá là 295.000 và miễn ship ạ. Các chị đặt hàng cứ để lại số điện thoại và mã váy giúp em để được chốt đơn hàng nhanh nhất các chị nhá. Chị An Meo Meo ơi, cho em mã sản phẩm cộng cùng với số điện thoại. Chị Uyên Nguyễn ơi, cho em cả số điện thoại nữa chị Uyên Nguyễn nhá. Chị An Meo Meo ơi, đầm trắng mà 2 giây trước ngực mà là mẫu dài đúng không ạ? Váy đấy nhà em hôm nay đang sale và miễn phí ship đấy ạ. Mẫu đang mặc đấy. Chị Quỳnh Nguyễn ơi, váy này thì hiện tại nhà em chuẩn bị về size L rồi đấy ạ. Không có size L mà. À chưa có trắng. Mai ngày kia là có size L chị nhá. Màu xanh đen. Chị Kim Hề ơi, nhà em like cả mẫu đấy rồi chị nhá. Nhà em like cả 3 màu rồi nên là chị xem lại giúp em ạ. Chị ơi, màu xanh đen nó tương tương như màu đen chị nhá. Nhưng nó là màu xanh kiểu xanh tím than đấy chị. Nó là xanh đen đậm đấy ạ. Chị ơi, Hoàng Nhung ơi, phải đấy nhà em đang like rồi chị nhá. Nên là chị nào đặt hàng thì xem lại like giúp em ạ. Các chị ơi, 5049 2 giây 295.000 và miễn phí ship. 5049 các chị nhá. Các chị chốt chị An Meo Meo ơi, 51 mã đấy 5168 nhá. Nên là nếu mà chị có gì thì chị cứ đặt lại số điện thoại giúp em ạ. Xong rồi chị chụp ảnh vào Facebook giúp em nhá. Rồi bọn em sẽ chốt cho chị và tính giá sale cho chị nhá. Đây. Các chị ơi, màu trắng này không lộ nó y đâu nên các chị cứ yên tâm ạ. Không hề lộ luôn nên các chị yên tâm nhá. Em không biết là chị Anh Hòa đang hỏi mẫu nào. Váy này nhà em có đệm ngực nên là các chị nào ngực hơi to một chút thì các chị không cần phải mặc áo ngực nữa, rất là tôn ngực. Và các chị nào mà ngực hơi nhỏ hoặc ngực bình thường thì các chị có thể mặc áo đẩy ngực lên. Và các chị tháo dây ngực ra rất là dễ mặc các chị ạ. Vâng ạ, chị Kim Huệ, chị xem lại rồi chị inbox giúp em nhá. Các chị ơi, giúp em là chỉ trong livestream em mới miễn phí ship. Kết thúc livestream này em không miễn phí ship các chị nhá. Nhà em chốt lần cuối để nhà em qua mẫu đây ạ. 5049 có 5 màu, màu trắng, màu đỏ mật, xanh đen đậm và màu hồng tím. Và các chị nhá, có giá sale là 295.000 và miễn ship ạ. Khi đặt hàng trong livestream các chị nhá. Chị Hàn Bani ơi, chị cao 1m bao nhiêu ạ? Chị My Thoa ơi, chị cho em cả mã váy nhá. 20%. Còn bao nhiêu? Còn 895. 715. Chị nhớ rồi. Chị ơi, bé lên một xanh mờ kiểu mấy cái này hợp lắm. Nó hợp, nó người nó đầy đặn. Chị Đào Diệu Huyền ơi, chị hỏi mã nào ạ? Máy này, váy này nhà em còn vài cái thôi nên là chị nào đặt thì đặt luôn giúp em. Vì váy này nó đẹp quá rồi nên em không còn gì để em giới thiệu nữa cả. Váy này là được đính kết bằng hoa 3D ở phía trước ngực nên là các chị mặc áo ngực màu da giúp em là không hề hở, không lộ một chút gì các chị nhá. Đây là phần kim tuyến kim xa ở phía dưới là nó sẽ không rớt đâu nên các chị yên tâm.
phanh. Chị Heo Mập ơi, chị comment giúp em là 5147 và số điện thoại giúp em nhé, chị Heo Mập nhá. Ngang người ấy. Em không biết. Chị Kim Huê ơi, chị lại lại số điện thoại ở trên livestream giúp em nhá. Chị Anh Trần ơi, váy này nhà em là 895, chị đặt trong livestream sẽ được giảm giá 715 và miễn phí ship chị nhá. Riêng váy này thì em sẽ miễn phí ship cho các chị, bởi vì váy này là nhà em còn vài cái nên thôi em miễn phí ship nốt để cho các chị nhá. Và hàng này nhà em không về nữa các chị nhá. Hàng này nhà em không về và về đợt cuối rồi, còn có mấy chiếc thôi ạ. 715.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream các chị nhá. Có mã là 4974 4979 các chị nhá. 4979 ạ. Chị Heo Mập ơi, em nhận được đơn của chị rồi, em cảm ơn chị nhá. À, váy này nhà em có riêng là đặc biệt là một màu xám thôi chứ không có một màu nào khác đâu các chị ạ. Nhà em về hàng đợt cuối rồi, có một vài chiếc cuối cùng đấy, 715.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. 4979 các chị nhá. Em nhận được đơn của chị Hương Con rồi ạ. Chị Huyền Điệu ơi, nếu mà chị muốn đặt hàng cái váy mà canh mặc, chị comment giúp em là 4573 và số điện thoại giúp em để được miễn ship chị nhá. 4979 là váy bạn mẫu đang mặc. Váy này là rất là xinh em ơi, đến váy sau cho khách xem phía sau đi em. Đây, cho khách xem phía sau. Đây là phía sau các chị nhá, đây là phía sau ạ. Đây. Phía sau là dùng bằng dây kéo khóa các chị nhá. Không hề hở đâu, bởi vì cái lớp kim tuyến này nó đã dày đặc rồi nên là các chị sẽ không hề hở, không hề lo lộ đâu ạ. Chị nào muốn đặt hàng váy mà canh mặc thì các chị comment giúp em là 4573 và số điện thoại giúp em có giá sale là 350.000, có màu hồng và màu đen ạ. Còn mẫu mà váy mà bạn mẫu đang mặc là có mã là 4979 ạ. Chị Trần Thị Xuân Thủy ơi, 56kg chị mặc size L giúp em nhá. Váy này nhà em không có màu đen trắng đâu ạ, có một màu duy nhất thôi ạ. Chị Tâm em ơi, em còn phải tùy chiều cao cân nặng nữa ạ. Váy tầng đen hồi nãy, chị tầng đen hồi nãy là đang có giá 385.000 chị nhá, và miễn phí ship 4979 đúng không? Váy này. Váy này là 4979 và miễn phí ship, em xin chốt mã này. Nhà em chốt lần cuối để qua mẫu đây ạ. 4979 có giá sale là còn 715.000 và miễn ship toàn quốc khi đặt hàng trong livestream chị nhá. 4979 nhà em qua mẫu đây ạ. 715.000 chị Ngọc Cẩm nhá, và miễn ship. Giúp mà đi tươi. Cái tươi nữa, mặc váy này hợp đẹp. Các chị ơi, váy này các chị có nhìn thấy xinh không ạ? Váy này nhà em là em cam kết là chị nào mặc cũng xinh, vì các chị nhỏ nhỏ người một chút mặc cũng xinh, mà các chị cao hẳn người cũng xinh. Váy này nhà em là đang sale còn 350.000, và chất vải thì em thật các chị là đẹp đẹp miễn chê luôn em ơi. Lấy chị Duyên Cao ơi, chị có thể mặc size L bên em nhá. Dạ, em cảm ơn chị Lâm Tiểu Mai. Chị này, ven chỉ của nhà em là đã là hàng loại cao cấp nhất. Bởi vì sao? Là bởi vì đây các chị nhìn nó rất là dày dặn các chị nhá, ren chỉ của nhà em rất là dày dặn và không có một vết xước. Nếu mà những loại ren chỉ hiện nay đang bán thì nó sẽ là loại 2, loại 3, sờ rất là mỏng manh và rất là gọi là nhìn nó mỏng manh lắm các chị ạ. Em nhỏ sợ tụt không ạ? Không chị ơi, người nhỏ mà cũng rất là xinh, bởi vì váy này nhà em làm form khá là nhỏ. Chị Ti Lê Nguyễn ơi, chị váy đen nhiều tầng là 4826 chị nhá, có giá sale là 385.000 và được miễn ship khi đặt hàng trong livestream. Nên là chị xem lại live giúp em nhá. Chị Trần Thị Xuân Thủy ơi, chị cho em xin số điện thoại và mã số liền nhá chị nhá. Mặc váy đỏ tinh hẳn đi. Bạn mẫu cao 1m6 chị nhá. Chị mẫu Thu Hương ơi, chị có thể mặc size S chị nhá. Chị Thu Hương ơi, mẫu nhà em là 1m59, 1m60 đấy. 1m60 nặng 47 cân thôi ạ. Và đang mặc hiện tại đang mặc là size S chị nhá. Em cảm ơn chị Kim Nana. Em nhìn thấy đơn của chị rồi nhá. Ai đặt hàng cứ đặt lại mã váy và số điện thoại giúp em để được chốt đơn nhanh nhất nhá. Váy này mã bao nhiêu nhỉ? 4794 ạ. Váy này nhà em là mã 4794 và giá 350.000. Các chị đặt trong livestream ngày hôm nay sẽ được giảm giá còn 350.000 và miễn phí ship các chị nhá. Phía sau phần lưới xinh lắm ạ. Em ơi, xay phía sau phần lưới các chị xem. Đây ạ. Phía sau phần lưới này rất là xinh luôn. Phần lưới nhà em là làm lưới đuôi cá, tức là phía trước thì sẽ ngắn, phía sau sẽ dài dần ra phía sau. Chị Thương Thỏ ơi, chị có thể mặc size M bên em chị nhá. Chị Duyên Nguyễn ơi, em có thấy comment của chị hỏi gì chị hỏi lại giúp em nhá. Ai đặt mã váy này comment giúp em là 4794, có size SML và có hiện tại có sẵn tại cửa hàng rồi chị nhá. Váy này xinh lắm ý.
À, chị Mỹ Dung Trần ơi, chị có thể mặc size S nhá, 4794 ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship ạ. À, chị Đào Diệu Hiền ơi, chị xem lại live giúp em nhá. 4794 các chị ơi, váy này chị nào không mua thật sự rất là tiếc, bởi vì mặc lên xinh lắm các chị ạ. Chị Kim Nana, chị có thể mặc size L chị nhá, tại vì váy đấy cái phần nó là thắt dây ấy, thắt đai lưng nên là chị yên tâm ạ. 4794 nhà em qua mẫu đấy các chị ơi, 4794 ạ, có size SML và có sẵn tại cửa hàng rồi ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream chị nhá. Em cảm ơn chị Thu Hằng ạ. Chị Khánh Linh ơi, nhà em sale số lượng có hạn thôi ạ, nên là chị đặt hàng nhanh tay giúp em nhá. Em nhìn thấy đơn của chị Thương Thỏ rồi ạ. 4794 có một màu trắng duy nhất, có size SML và có sẵn tại cửa hàng rồi ạ. Nhà em qua mẫu đây ạ. Chốt rồi, qua đi. Vào đi em. Cảm ơn chị Thủy Tiên nhá, em nhận được đơn của chị rồi ạ. Thôi rồi, để vậy nữa. Các chị ơi, váy này nhà em là còn có vài cái đấy, em cũng đưa lên phóng lốt để cho các chị xem. Váy này nhà em là có giá 715.000 các chị nhá, là giá đã sale, giá niêm yết của nó là 895.000. Váy này là váy thắt đai phía sau, thắt dây phía sau, chị nào mập một chút cũng có thể mặc được. Đây ạ, đây là phía sau các chị nhá. Và đây là gọi là màu da đất nên là mặc rất là tôn da luôn. Chị nào trắng hay là da hơi ngăm đen một chút cũng có thể mặc được các chị ạ. Xoay phía trước. Các chị ơi, các chị cứ để lại số điện thoại và mã váy giúp em nhá. Tại vì mai sáng mai nhân viên nhà em sẽ gọi và chốt đơn cho các chị ạ. Đây là phía trước các chị nhá, đến gần đây một chút. À, các chị có thể để phần ngực như thế này cũng được, em cú xuống một chút. Đây các chị có thể để phần ngực như thế này cũng được. Hoặc là các chị có thể kéo cao lên một chút nếu mà các chị sợ hở các chị nhá. Phần cổ là phần cổ tim các chị ạ. Đây, không phải là đây. Rất là xinh. Tất cả nhà em được làm bằng thủ công, váy này nhà em đều được làm bằng thủ công hết các chị nhá. Thủ công là nhà em làm từ A đến Z. Từ khâu hạt đến tất cả các thứ, từ lá hoa bên em cũng phải cắt bằng tay và cắt bằng laser các chị ạ. Mã váy này bao nhiêu nhỉ hỏi ạ? Dạ. 50... Chị ơi, màu trắng cúp ngực mới mặc là 4794 chị nhá. Và có mút ngực sẵn nhá, 4794 là váy cúp ngực đấy, có mút ngực sẵn các chị nhá. Váy này cũng có mút ngực sẵn các chị nhá. Váy màu trắng cúp ngực vừa nay bao nhiêu? 4794 nhá chị, chóng chóng rước gió ạ, váy cúp ngực vừa nay ạ. Chị Nguyễn Thị Vương ơi, chị mặc màu nào cũng đẹp chị nhá. 5099 ạ. Mặc màu nào cũng được ạ. Các chị ơi, váy mẫu đang mặc có mã là 5099 nhá, sale còn 715.000 ạ. 895.000 sale còn 715.000 các chị nhá. Sao trắng mà sao gì? Nguyễn Thị Vương ơi, chị có thể mặc size M chị nhá. Có ombody gen không ạ? Có ombody gen nhé, em vừa mặc rồi đấy chị. Chị Nguyễn Cúc ơi, chị hồng váy đỏ nào vậy ạ? Chị Thùy Linh ơi, em không biết là chị đang yêu cầu váy trắng, tại vì váy đấy nhà em thì hiện tại không có mẫu mặc ấy, nên là bọn em không thể nào mà mặc được cho chị xem hết ạ. Chị Nguyễn Thu Hà, nhà em có đấy chị nhá, chị ra pet tham khảo giúp em ạ. Tươi. Váy này nhà em là đang sale còn 350.000 và miễn phí ship trong ngày hôm nay nếu các chị đặt hàng đấy ạ. 5093 các chị nhá, có đỏ, trắng và hồng tím ạ. Có size SML các chị nhá. 5093 có 3 màu ạ. Toàn trên nhà em đính hoa 3D và không hề hở nên các chị yên tâm nhá. Chị Nguyễn Thu Hà ơi, có váy nào màu xanh không bạn xanh ra trời ạ? Dạ có một chị mẫu đang thử màu xanh ra trời đấy chị. Chờ mãi mà cổ tay ngắn mà không thấy sao mà. Chị Hương Lê nhà em có lái mẫu đấy rồi chị nhá. 5093 có 3 màu các chị nhá. Màu hồng tím, màu đỏ và màu trắng. Bạn mẫu đang cầm cả 2 màu cho các chị xem này ạ. 350.000 và miễn ship toàn quốc ạ. Chị Hương Lê ơi, bên em mặc rồi ạ. Bên em mặc đủ 3 màu rồi chị nhá. Mã là gì nhỉ? 5093 các chị nhá. 5093 có 3 màu, màu hồng môn, màu trắng và màu đỏ. Mỗi màu bên em chỉ còn có vài cái thôi. Nên là chị nào đặt hàng thì đặt hàng nhanh tay giúp em ạ. Váy này rất là xinh.
ở phần trước được đính kết bằng hoa ba lê và lưới của bên em là hoàn toàn dùng bằng lưới đấy, là không nhăn không nhàu các chị nhá. Các chị có thể vò thoải mái đến khi các chị vuốt lại nó vẫn là thẳng luôn các chị nhá. Nhà em nói nhiều lắm rồi nên các chị yên tâm về chất lượng của bên em nhá. Bỏ ra cho khách xem bao nhiêu mã mà sale còn 300. Em không biết là chị Hương Lê đang hỏi mẫu nào ạ. Váy này cũng đang có sale còn 350 chị nhá. Váy này nhà em là đọc chốt mã 5093 các chị nhá, có màu hồng tím, đỏ và trắng, có size SML ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship ạ. Váy này có size chị Dung Sunny, váy này nhà em có size SML chị nhá. Em nhận được đơn của chị Thanh nhá, rồi em cảm ơn chị ạ. Em tới chị cô chủ nhỏ ạ. 350.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Chị Minh Hương ơi, chị đợi một chút nhá. Chị Hiền Đạo ơi, chị nặng bao nhiêu? À chị cao bao nhiêu ạ? Các chị cho em cả chiều cao và cân nặng nhá, hoặc là các chị cứ đặt lại số điện thoại giúp em nhá. Thì bọn em sẽ tư vấn size và chốt đơn cho các chị nhanh nhất ạ. Các chị đừng đợi inbox nhà em nhá, inbox nhà em quá tải đợi lâu lắm đấy ạ. Đen mà kín hơn một chút đi ạ. Nhà em dường như váy nào nó cũng hơi sexy một tí. Sẽ có váy đen kín hơn một chút em ơi. Váy lavender ấy, màu đen chỗ nào nhỉ? À ở đây. Tươi tươi mặc váy lavender màu đen cho cách xem. Đây nhà em sẽ mặc váy mà đỡ lộ hơn một chút các chị nhá, đỡ hở hơn một chút đi ạ. Còn nhiều váy lắm các chị ạ, nên là các chị cố gắng theo dõi livestream giúp em nhá. Em xin chốt mẫu này ạ, 5093 các chị nhá, 350.000 và đang được miễn phí ship. Có 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu hồng môn đây ạ. Chị cô chủ nhỏ ơi, em nhận được đơn của chị thì em cảm ơn chị nhá. Chị trong chóng chứ thố ơi, em cảm ơn chị ạ. Em chốt váy này đây, 5093 các chị nhá. Có màu hồng tím, màu đỏ và màu trắng nhé chị Hồng Nghi. Chị Nguyễn Hiên ơi, chị mặc áo ngực màu da cho em hoặc áo ngực cùng màu cho em. Em đảm bảo là không hở đâu chị ạ. Mấy cả là đôi khi mình cũng nên hở hở kín kín một chút cho sexy một chút và quyến rũ một chút các chị ạ. Váy dài trắng có ấy. Đưa có khi em bảo em mặc lại váy đấy đi. Váy trắng dài mà. Thôi ơi, cái váy trắng dài mà ôm đi đấy. Thôi chú mặc váy đấy trước đi. Em giúp mẫu đi em. Đây em ơi, đến gần đây cho khách xem một chút em. Đây các chị nhá, đây mẫu đây ạ. Váy chị khách đang mặc màu đen. Đây váy đấy chưa có. Các chị ơi, đây tiếp theo này em đang thay. Em bảo mẫu nhà em thay rất là nhiều váy. Và đặc biệt này em sẽ chiều lưu ý các chị. Và em sẽ mặc lại váy ôm body bèo màu trắng mà có bèo ở trước ngực các chị nhá. Váy đấy nhà em đang sale gồm 385.000 và miễn phí ship. Nên là em sẽ chiều lưu các chị, em sẽ mặc theo váy đấy trước các chị nhá. Chị Trang BQ ơi, giày bên em đang sale còn 550.000 chị Hiền nhá. Nào ơi, mã là 5059. Chị cho em là mã 5059 cộng có số điện thoại giúp em nhá. Giá 350.000 và miễn phí ship. Có màu trắng chị nhá, có màu trắng, có trắng, đỏ và hồng ạ. Chị bác tu ơi, nhà em ở 976 đường láng chị nhá. Cảm ơn chị Hương Trần ạ. Chị Phạm Diệu Linh ơi, váy vừa nãy mẫu mặc có giá sale là 350.000 và miễn ship chị nhá. Về chị khách đang mặc đi ạ. Chị Uống Dương ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? Xe đi chị ơi, không phải váy công chúa. Váy xe đi chị ơi, không phải váy công chúa thì là mẫu nào? Váy xòe là váy nào ạ chị ơi? Em không biết mẫu nào. Váy này nhà em đang sale còn 715.000 các chị nhá. Váy đính hạt lệch vai. Váy này các chị có để có miễn ship không? Váy 3 tầng. Cảm ơn chị Nguyễn Hiên ạ, em nhận được đơn của chị rồi ạ. Chị váy 3 tầng là váy nào vậy? Váy 5059. 5059 có phải 3 tầng đâu? 2 tầng. Ừ, chết rồi, váy vừa rồi đâu phải 5059. Chị bảo. Ơ váy nào, em tưởng chị trả lời khách riêng. Trời ơi, ai bảo 5059. Thôi chết rồi. Vậy đến mai nhớ 5059 là váy này tay này nhá. Em sẽ hỏi lại khách mà. Cổ yếm đi chị ơi, em không. Cổ yếm. Các chị ơi, đợi em một chút nhá. Vì bây giờ rất là nhiều mẫu.
váy này là váy đính hạt và có giá 895.000, hiện tại nhà em đang sale còn 715.000 các chị nhá. 715.000 và em sẽ miễn phí ship váy này, vì váy này nhà em còn vài cái thôi, miễn nốt. 5091 các chị nhá, còn một vài mẫu thôi ạ. À còn một vài chiếc thôi ạ chị đây nhá. Đây là màu xanh ngọc các chị nhá, màu này rất là tôn da, rất là nổi luôn da luôn các chị ạ. Váy này nhà em bán 715.000 và em cam kết sẽ không ở bất cứ ở đâu có thể với chiếc váy này mà có thể bán giá này các chị nhá. Bên em cam kết luôn ạ. Tay 1m6. Chị Hồng Thắm ơi, em không biết là chị hỏi mẫu trắng nào vậy ạ? Cái váy vừa qua mã mấy ạ? Chị Hồng Nghi Bắp ơi, váy vừa qua là mã là 5093 có màu hồng tím đúng không chị? Ừ, đây 50 bao nhiêu đây? Đây là 5059. Còn cái năm vừa tươi là 5093. Chết rồi, cứ 5059 chết rồi. Chị Dung Sunny ơi, chị hỏi váy nào ạ? Cái váy vừa nãy, váy vừa nãy mẫu mặc màu hồng tím là 50593 chị nhá, còn váy màu xanh này là 5091 ạ. Váy lông đỏ chế vai nhà em like rồi nhé chị Ngọc Mai nhá. Đây váy trắng có bèo trước ngực sale còn 385.000 đây các chị nhá. Và được miễn ship ạ, có mã là 5168 chị nhá. 5168. Chất vải thì đẹp miễn chê luôn các chị ạ, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và đặc biệt là với chất vải này thì nó mới có thể ôm sát người và các chị mới có thể là cử động thoải mái được. Và màu trắng này các chị yên tâm là không lộ nội y đâu các chị nhá. Các chị nhìn thấy không ạ, rất là tôn dáng luôn. 385.000 và miễn phí ship chị nhá. Mẫu này nhà em đang cao là 1m60, nặng 47 cân ạ. Và hiện tại đang mặc size S. Váy này nhà em co giãn 4 chiều nên là chị nào mập một chút cũng sẽ mặc được. Và đặc biệt là các chị mập một chút đấy ạ, thì nó sẽ... Cái váy dài cổ vét. Váy cổ vét nhà em đang sale là còn 410.000 và miễn ship nha chị Huyền Vũ ạ. Dạ luôn. Ai đặt hàng mã váy này comment giúp em là 5168 và số điện thoại giúp em có size S, ML chị nhá. Hậu ơi, bé nghịch váy kìa. Con 5168 nhá chị nhá. 5168 ạ. Và mẫu váy trắng đang mặc. Ê chị ơi, mẫu đấy nhà em đang dùng một chút đã. Đúng rồi ạ. Có màu chó, có màu trắng, màu đen và màu đỏ. Có màu chó. Chị ơi, tại vì bây giờ mẫu nhà em dùng luôn. Chị Thuần Kim ơi, chị có thể mặc size M chị nhá. Chị có thể mặc size M ạ. Trắng, đỏ và đen chị nhá, 5168 ạ. Cái vấn đề là chị đợi một chút để bạn ấy đang dùng một chút, về sau đó bạn ấy sẽ bỏ ra chị ấy đặt luôn ạ. Cái vest dài tay ạ, nhà em chỉ có tay lỡ thôi. Ừ, tay lỡ thôi. Tay lỡ thôi chị Nhi Phạm nhá, nhà em không làm dài tay nữa. Váy này có 3 màu, màu trắng, đen và đỏ các chị nhá. Hiện tại nhà em mới đang có màu trắng ở tại thôi. Còn màu đen và màu đỏ thì chắc là stream sau thì em sẽ để các chị nhìn. Màu trắng, màu đen, màu đỏ là 3 màu mà dường như chủ đạo váy nào của nhà em cũng sẽ có 3 màu đấy các chị nhá. Váy 5168 các chị nhá, nhà em chốt được qua mẫu đây ạ. Còn màu vàng ôm. Váy 3 tầng tay xòe đi sau, 5059. Váy ren trắng dài tay. Có váy ren trắng dài tay các chị nhá. Em xin chốt mẫu này đây. 5168 các chị nhá. Có vào màu trắng, màu đỏ và màu đen ạ. Có size S, ML, sale có 385.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Có mày đâu. Chị Thanh Nhã đây, chị hỏi váy 3 tầng đây ạ. Chị Thanh Nhã, chị hỏi váy này màu trắng đúng không ạ? Xe tay dài. Váy đỏ này đúng không chị Tuyết Nguyễn ạ? Chị Thúy Lan ơi, em nhận được đơn của chị rồi nhá. Em nhận được đơn của chị Quế Anh Nguyễn Hà rồi ạ. Mắc trên giá đi ạ. Chị Nguyễn Mirin ơi, em không biết là chị hỏi mẫu nào. Váy đấy là váy cổ vét nhá chị nhá. Nhà em đã like rồi, chị có xem lại like giúp em nhá. Em nhận được đơn của chị Thuần Kim rồi ạ. Đây ạ, chị Thanh Nhã đây ạ, chị hỏi váy này đúng không ạ? Váy đỏ trên vai. Chẳng biết là váy nào. Em không biết là chị Quỳnh Thư hỏi váy nào ạ. Chị đứng cho ngang đi thì khách nhìn đủ màu em. Hồ sơ bảo mật đó, chị hỏi váy nào ạ? Đây đúng rồi, em cầm vòng thế này này. Dạ vâng ạ, chị Quế Anh ấy nè. Có màu khác không ạ? Váy này nhà em có 4 màu đấy ạ. Hồng tím hết rồi. Hồng tím hết rồi đúng không? Hết rồi. Váy này nhà em còn 4 màu các chị nhá, đỏ, đen, trắng và xanh ngọc. Váy này là váy 2 tầng 5093.
Váy 5059 các chị nhá, có 4 màu ạ. Có 4 màu bạn mẫu đang cầm đấy ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship chị nhá. Chị Thanh nhá, chị muốn đặt mã váy này thì chị đặt hàng nhanh luôn trên livestream để được miễn ship nhá. Kết thúc livestream nhé, em không miễn ship đâu ạ. 5052 là mã nào vậy? 5052 nhá. 5059 ạ, có giá sale là 350.000 và miễn ship khi đặt hàng trên livestream ạ. Chị Nhi Phạm ơi, chị sẽ lại xem lại live giúp em nhá. Dạ vâng ạ, chị Thảo Vi ạ, hiện tại nhà em đang cháy hàng màu hồng rồi ạ. Chị hồ sơ bảo mẫu là 5168 làm váy màu trắng đúng không chị? Có giá sale là 385.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Chị chuồn cho em nhà em có váy đuôi cá chị nhá. Cho em coi màu xanh. Cho khách coi màu xanh đi em. Em dơ hẳn màu xanh lên cho khách xem. Quay lại. Đây là màu xanh ngọc các chị nhá. Màu xanh ngọc này, sau đó đến màu trắng và màu đen các chị nhá. Màu xanh ngọc, đây là màu trắng ạ. Và tiếp theo là màu đen các chị nhá. Váy trắng dây nơ. Váy trắng dây nơ nhỉ? Váy trắng. Váy màu đen mà có nơ đen. À trắng mà có dây nơ đen. Đợi một chút. Các chị ơi không hở lắm đâu, tại vì đằng trước nhà em có hoa 3D rồi nên chị yên tâm nhá. Dạ vâng ạ, à, chị Thanh nhá, em nhận được đơn của chị rồi ạ. Chị Liên Nguyễn ơi, chị cao bao nhiêu vậy ạ? Dạ vâng ạ, à, em nhận được đơn của chị hồ sơ bảo mật rồi nhá. Các chị nên nhớ giúp em là trong livestream này có mã nhà em miễn ship và có váy nhà em không miễn ship các chị nhá. Váy nào nhà em miễn ship nhà em sẽ đọc luôn cho các chị ạ. Và nhà em chỉ miễn ship trong livestream nên các chị chú ý giúp em nhá. À mà. Cái cổ vest sợ mặc vừa sai rồi. Chị Hà Sữa, chị cao bao nhiêu ạ? 65g váy cổ vest mặc thoải mái. Đúng không? Vì là thắt dây mà. Chị Hà Sữa ơi mặc được chị nhá. Váy này nhà em là váy mà trước em bảo thêu hoa lavender nữa, nhưng mà thời gian này em bận quá nên là không thêu được nữa. Váy này nhà em là có màu đen, màu trắng và màu đỏ. Hiện tại màu trắng và màu đỏ nhà em đã gửi hết cho khách. Thì còn mỗi màu đen ở tại cửa hàng thì em mặc mỗi màu đen cho các chị xem nhá. Váy này không hề hở đâu ạ, mà rất là sang luôn. Nó tuy là nó đơn giản nhưng mà rất là sang, vì các chị có thể mặc đi chơi hay đi làm đều được các chị nhá. Váy này nhà em có giá 350.000, chị mua trong live, các chị đặt trong livestream thì sẽ được giảm, sẽ được miễn phí ship các chị nhá. Có mã là 5152 các chị nhá. 5152 có màu đen, đỏ và trắng ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship và có size SML các chị nhá. Chị Đinh Lan ơi, váy cổ vest thì là 415.000. 410.000 và miễn phí ship chị nhá. À 4726 màu tí. Chị Cúc Trần ơi, chị cho em chị xem lại live giúp em nhá. Nhà em không mặc đồ lại nữa đâu ạ. Chị giọt nước thủy tinh ơi, nhà em không về màu hồng tím nữa chị nhá. Vì ra là váy đấy nhà em không về nữa. Đây là các chị đổi màu giúp em nhá. Người 70k. Em chị Minh Tuyết ơi, em sợ chị không vừa rồi ạ. Chị Hương Lê ơi, em nhận được đơn của chị rồi nhá. 5152 là váy mẫu đang mặc ạ. Có màu đỏ, màu đen và màu trắng ạ. Có giá sale là 350.000 và miễn ship khi livestream chị nhá. 5152 nhá chị Thủy Tiên nhá. Chị Đinh Lan ơi, chị xem lại like giúp em nhá. Đầm này là 5152 ạ. Ai đặt hàng comment giúp em là 5152 và số điện thoại giúp em. Và nhà em chỉ miễn ship trong livestream thôi chị nhá. Các chị ơi, kết thúc livestream là nhà em không miễn ship cho bất kỳ một khách nào nữa. Nên là chị nào muốn miễn ship thì các chị đặt hàng trong live giúp em nhá. Cảm ơn chị Thủy Tiên ạ, em nhận được đơn của chị rồi ạ. Chị Lọ Lem ơi, chị comment giúp em váy cổ vest là 5147 nhá chị nhá. Chị Yên Tống ơi, chị tùy mẫu thôi chị nhá. Chị Xuân Hồng ơi, eo của chị khoảng bao nhiêu ạ? Chị em váy đỏ giá 600 lấp lánh đi ạ. Váy đỏ không biết. Các chị ơi, 5152 em xin chốt đi ạ. Có màu trắng, màu đỏ và màu đen các chị nhá. 5152 5152 ạ, có màu đỏ, màu đen và màu trắng, có size SML ạ, 350.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream ạ. Dạ nhà em chốt mẫu để qua mẫu đây ạ. Rồi. Chị Lê Phương Anh ơi, chị có thể đặt lại số điện thoại để được miễn ship và được chị nhá, rồi chị xem lại giúp em ạ. Cảm ơn chị Đỏ Lê ạ. Nhớ người yêu. Chất này có co giãn chị nhá. Có co giãn chị ạ. Nên là chị yên tâm ạ.
không chị ơi. Cảm ơn chị Duyên Nguyên, em nhận được đơn của chị rồi nhá. Không còn trắng, không còn đỏ, không mã váy em. Mẫu đang mặc là 5152, các chị đừng nhầm mẫu giúp em nhá. 5152 ạ. Có giá xe là 350.000 và miễn ship ạ. Chị Lê Phương Anh, dạ vâng ạ. Mẫu cao 1m6 chị nhá. Các chị cứ để lại số điện thoại để được chốt đơn hàng nhanh nhất ạ. 350.000 và miễn phí ship các chị nhá. Tức là chỉ trong live stream em mới miễn phí ship thôi. Còn kết thúc live stream em sẽ không miễn phí ship ạ. Và các chị ơi là em khuyên các chị là các chị cứ để lại số điện thoại giúp em hoặc là mã váy này. Các chị chưa cần đặt cũng được bởi vì bên em ngày mai sẽ còn gọi điện để tư vấn cho các chị nữa. Chứ bây giờ các chị mà đợi đặt ở trong inbox thì em nghĩ là rất là lâu sau mới có thể check được. Bởi vì bây giờ bên em mới check đến ngày thứ 2. Mà trong khi bây giờ là đã là thứ 6, thứ 7, chủ nhật rồi. Nên tức là sẽ để các chị đợi rất là lâu. Nên là bên em rất là mong các chị thông cảm là như vậy. Các chị giúp em để lại số điện thoại các chị nhá. Em thấy chị Duyên cao chị nhá. Em nhận được đơn của chị rồi. Chị Xuân Hồng ơi, chị có thể mặc size L bên em chị nhá. Em ơi, mấy đen lắp lánh treo trên giá đấy ạ. Đây đợi một chút, mẫu đấy bên em đang mặc đây ạ. Các chị đợi một chút thì thông cảm giúp em. Vì bạn mẫu bây giờ đang mặc mẫu đấy rồi. Còn mẫu 5152 ạ. Có giá xe là 350.000 và miễn ship ạ. Chị nào đặt hàng nhanh tay tranh thủ giúp em nhá. Em cũng mới mua váy trắng chị em bán. Cảm ơn chị Lê Phương Anh nhá. Chị có thể là ra giúp em nhá. Tại vì để trong túi mà trong quá trình vận chuyển thì kiểu gì nó cũng sẽ bị nhàu ạ. Chị là ra và chị giặt đi giúp em ạ. Mà chị Bạch Dương ơi, phải đấy nhà em mặc rồi chị nhá. Em nhận được đơn của chị Thu Phương rồi, sáng mai em sẽ gọi điện chốt đơn hàng chị nhá. Các chị có câu hỏi gì hỏi luôn giúp em nhá. Các chị ơi, nếu mà còn lo lắng hàng bên em thì các chị cứ nhìn tất cả các feedback hoặc các chị cứ đọc lại trong live stream tất cả các tin nhắn em thì các chị sẽ nhìn thấy là rất là nhiều feedback dành cho bên Monoco. Để các chị yên tâm các chị nhá. Đây đây ạ, đây là cửa hàng của nhà em hiện tại đây, rất là nhiều mẫu. Váy đỏ kim tuyến có giá sale 635.000 và không miễn ship nhé chị Bạch Dương nhá. Chị Thi Con ơi, 5020 thì nhà em phải mấy hôm nữa về chị à? Vi Trần ơi, nhà em đã mặc rồi chị nhá. Kết thúc live stream chị xem lại giúp em chị nhá. Váy đỏ là mã 4952 chị nhá. Có giá sale, đấy là váy lông ạ. Có giá sale là 635.000 và miễn ship ạ. Váy... Chị Lê Phương Anh ơi, 635.000 và không miễn ship chị nhá. Váy lông nhà em không miễn ship ạ. Cảm ơn chị Xuân Hồng ạ. Mã váy đỏ là 64952 chị ạ. Là váy lông chị nhá. Em ơi không cần đâu, ra đây đi em. Cứ ra đây đi em. Đang có mọi người chị Quế Anh Nguyễn Hà ơi, váy đỏ mặt xẻ đùi. Về rồi mà em. Về bao giờ? Đi đi. Đâu về một cái. Thế à? Thạch rồi. Thế đẹp rồi à? Chị Quế Anh Nguyễn Hà, chị đợi bọn em một chút nhá. Khoảng mấy hôm nữa nhà em về thêm đấy ạ. Đây giới thiệu chị ơi, váy đen mà rất là nhiều chị hỏi đây ạ. Đây là váy đen rất là nhiều chị hỏi đây các chị nhá. Phía sau chưa kéo à? Kéo rồi đấy ạ. Về mặc size rộng à? Thế là mặc tạ size L. Đây tại sao không để mặc luôn size cũ ấy? Ngồi ra một size S không được. Đây. Em kéo cái phần vai. Em kéo phần vai phát vào với nhau. Đúng rồi. Đừng kéo ra không tay nữa. Váy này nhà em là đang sale còn 715.000 các chị nhá. Váy đen đính hạt nhà em đang sale còn 715.000. Và váy này thì nhà em đính toàn bộ bằng hạt à. Hạt gọi là hạt tỉ đấy các bạn ạ. Nói chung là không phải kim sa. Trả lời sai đấy chị. Chị Thùy Linh ơi, váy trắng dài tay nhà em có nhiều mẫu kinh. Nên là em không biết là chị ưng cái mẫu nào ấy ạ. Mà hầu như các mẫu thì nhà em đều like hết rồi. Nên là có gì thì chị ra pet xem giúp em. Chị thông cảm giúp cho em nhá. Váy trắng chế vai dài tay bao nhiêu ạ? À chị Yến Gấu ơi, đấy là mã váy 5020 chị nhá. Có giá sale là 350.000. Nếu mà chị để chắc chắn mẫu ấy thì chị... Qua mẫu đi em, cứ vào đi tươi.
Chị Thùy Linh ơi, đấy là 5020 chị nhá. Váy đấy thì hiện tại ở cửa hàng cháy hàng rồi ạ. Nên là em không cho xem nữa. 2 hôm nữa mới về các chị nhá. Em thấy chị Hương con nhá. Các chị ơi, váy này nhà em đang sale còn 295.000 đấy ạ. 295.000 chiếc váy này nhá. Em ơi, mã là gì nhỉ? Có đỏ trắng đen ạ. Có mã là 5161 ạ. Ủa, giỏi dỡ như vậy. 5161 chị nhá. Có giá sale là 295.000 và miễn ship ạ. Đây váy không? Đầm màu xanh nha. Không sửa được nhà em không nhận sửa bất cứ một cái gì ạ. Váy màu xanh trên sàn mã bao nhiêu ạ? Váy màu xanh nào vậy chị bé Tâm ơi? Kìa kìa. 4726 chị nhá. 5161 ạ, có màu đỏ, váy màu trắng và đấy. Màu đen chị nhá. Cổ. Có giá sale là 295.000 ạ. Cổ vét váy rời nào, có cái nào đâu? Cổ vét váy rời. Chị Miami ơi, em không biết là cái đấy là cái nào cả. Chờ dài. Váy đỏ xin. Lông nhà em đang sale còn 635.000 chị nhá. Set vàng. À set vàng á? Vâng. Trời ơi. Váy đỏ lông sale bao nhiêu? Chị Tuyết Nguyên ơi, váy đỏ lông sale 20% còn 635.000 chị nhá. Các chị ơi, váy này nhà em là có màu đen, trắng và đỏ ạ. Váy này nhà em nó sale còn 295.000 các chị nhá. 295.000 ạ. Chất vải là chất vải mà nhà em cũng hay thường may rất là nhiều vải bằng váy vải này. Mà vải bên em thì cũng là vải chọn lọc rồi các chị yên tâm. Váy này nhà em còn 295.000 các chị nhá. Chị nào đặt hàng thì đặt hàng nhanh tay giúp em. Và hôm nay em sẽ miễn phí ship cho chị nào đặt hàng trên livestream các chị nhá. Chị ông coi ơi, chị hỏi gì về ạ? Chị hỏi lại giúp em để em đọc rồi em mà trả lời chị nhá. 5161 ạ, có màu đỏ, trắng và đen ạ. Có giá sale là 295.000 và miễn ship trong livestream các chị nhá. Nhìn có lùn không? Dạ chị Lê Phương Anh ơi, không sao đâu ạ, tại vì váy nhà em có size SML nên chị yên tâm nhá. Vậy em sẽ cố gắng bảo mẫu nhà em mặc lại váy lông cho các chị nhìn này, vì sẽ là những cái váy cuối nên em sẽ bảo mặc lại các chị nhìn nhá. 5161 ạ, có giá là 295.000 và được miễn ship ạ. Chị Ngọc Anh ơi, chị mặc size L giúp em nhá. Có size SML, váy nào nhà em cũng có size SML nên các chị yên tâm nhá. Các chị cứ đặt lại số điện thoại và mã váy giúp em ạ. Váy này nhà em là 295.000 và miễn phí ship 5161 các chị nhá. Chị Thanh Nga Huỳnh ơi, áo riêng áo sơ mi nhà em không bao giờ miễn ship chị nhá. Kể cả khách sỉ nhà em lấy 80 cái nhà em không miễn ship cho khách được ạ. Váy trắng công chúa chị, sao? Chị Trịnh Thị Ngọc Trâm ơi, em không biết là váy nào cả chị ạ. Nhà em có rất là nhiều váy trắng chị nhá. Chị váy trắng công chúa nào vậy ạ? Hoặc là chị đặt lại số điện thoại rồi mai chị miêu tả lại giúp em nhá. Váy vàng đuôi cá. Giờ em sẽ mặc cho các chị xem. Giờ em mặc set vàng cho các chị xem nhá. Mặc thì mới được. 50 rồi. Tươi ơi. Cố mặc nốt một cái váy vàng nhá. Cái treo màu xanh ở trên là 4726 chị nhá. Mặc size L cơ nhỉ? 4726 chị nhá. Set vàng còn size gì? Con đủ size. Mẫu nhà em cao 1m58 và 1m60 các chị nhá. Cho em xem mã váy giá 695 màu hồng dài đi ạ. Em không biết là chị bà già đang hỏi mẫu nào ạ. Dạ vâng chị Ngọc Anh nhá. Các chị cứ đặt lại số điện thoại nhé, em sẽ tư vấn size cho các chị và chốt đơn hàng cho các chị ạ. Váy này nhà em đang sale còn 385.000 mà miễn phí ship các chị nhá. Váy này nhà em là váy váy mà nhà em cũng chưa kịp chụp lookbook nữa vì váy này rất là xinh. Váy này có chị mặc sẽ dài hơn váy 295 một chút và phần nơ nó khác hẳn với phần nơ của 295 vừa rồi các chị nhá. Váy này nhà em 385 và miễn phí ship, có hai màu, màu đen và màu đỏ ạ. Em ơi xoay phía sau. Xoay phía sau. Đây là phía sau các chị nhá, phía sau là dùng bằng kéo khóa rất là xinh. À, chị máy vã 2 đây nhiều tầng màu trắng đen là mã gì nhỉ? 385 505 đâu cái gì ạ? Máy 4. Các chị ơi, váy 2 dây nhiều tầng chị Hương còi ơi là 4726 chị nhá. 4826 ạ. Váy mẫu đang mặc là mã là 5166 các chị nhá. 5166 có màu đỏ và màu đen ạ. Xét rồi có màu khác không? Xét rồi nhà em có màu trắng, màu đỏ và màu đen chị nhá. À không phải. Xét rồi là có màu vàng và màu đỏ. À màu vàng, màu trắng và màu đen ạ. Chị Lê Phương Anh ơi, chị comment giúp em là 5166 và số điện thoại giúp em nhá. Cái này là bao nhiêu?
385.000 và miễn ship nhá chị Lê Phương Anh ạ. 5166 chị nhá. Chị Yến Lê, chị cho em lại số điện thoại nhá. Màu đỏ hiện tại nhà em vừa bán mất rồi và đến 2 hôm nữa hàng mới về cơ. Nên là các chị màu đỏ cũng là như màu đỏ mà bình thường mà em bạn mẫu hay mặc chị nhá. Mẫu nhà em đang mặc size M chị nhá. Chị Phạm My ơi, chị hỏi gì về ạ? Chị Ngọc Tú Trinh ơi, nhà em có chị nhá. Kéo được không? Được chưa em? Được chưa đưa? Không sao đâu em ạ. Em để tay vào đây. Đây là set vàng mà rất là nhiều chị hỏi đấy chị nhá. Set này nhà em đang bán chỉ còn 350.000 một set thôi. Bởi vì nhà em bán set này là gọi là bán mà không có một tí công nào đấy ạ. Thì các chị biết, bởi vì set này kể các chị đi ra ngoài các chị nhập thì cũng đã là 350.000 rồi. Mà nếu mà với người khác đã bán để mà nhập thì cũng phải là giá 350.000 rồi. Vì chất vải nhưng mà có khi chất vải này còn không thể đẹp bằng chất vải mà bên em đã đang may và đang dùng các chị nhá. Vậy set này nhà em là 350.000 và có 3 màu, màu trắng, màu vàng và màu đen ạ. Có mã là 5133 các chị nhá. 5133 và các chị đặt hàng comment giúp em là 5133 và số điện thoại giúp em nhá. Set này nhà em có sẵn tại cửa hàng rồi đấy ạ. Có sẵn cả màu đen và màu trắng các chị nhá. Váy này nhà em không miễn phí ship được các chị nhá. 350.000 mà nhà em không miễn phí ship. Bởi vì váy này nhà em gọi là bán là để cho tất cả các chị biết có thể là mua được hàng của Monoco. Chứ còn nếu mà miễn phí ship nữa chắc nhà em lỗ mất các chị ạ. Nên là nhà em không thể miễn được phí ship. Các chị thông cảm giúp em. 5133 các chị nhá. 5133 và không miễn ship ạ. Có giá sale là 350.000 các chị nhá. Và ship toàn quốc là 35.000 ạ. Có màu vàng, màu đen và màu trắng ạ. Có sẵn tại cửa hàng rồi các chị nhá. Khi nào mà đỏ đôi. Cái váy vừa nãy là đỏ đôi. Gọi là đỏ đôi hay đỏ tươi nhỉ? Nó gọi là nó giữa đỏ đô và đỏ tươi chị ạ. Chứ nếu đô thì cũng phải là đô đâu. Nó là màu đỏ chung của cửa hàng của em rồi ạ. Tất cả đều dùng màu đỏ đấy các chị nhá. 5133 các chị nhá. Ai đặt mã váy này comment giúp em là 5133. Áo và chân váy rời các chị nhá. Và không miễn ship ạ. 5133 350.000 và không miễn ship các chị nhá. Có size SML đấy ạ. Ai đặt hàng cứ comment lại mã váy và số điện thoại giúp em nhá. Chị Hạnh Minh ơi, eo 88 em sợ không vừa được chị nhá. Mẫu chiếc váy xòe đỏ giá xe 295 được. Chị Trang Phạm ơi, 4893 có miễn ship chị nhá. Chị đặt hàng mã váy đấy, chị comment giúp em 4893 và số điện thoại giúp em ạ. Chị Lê Phương Anh đúng rồi, không phải là sẫm chị nhá, không phải là sẫm đâu ạ. Các chị ơi, em chốt mẫu này rất là nhanh là 5033 các chị 5133. Ơi. 5133. Chị Hồng Nhung ơi, chị cho em cả số điện thoại của chị nhá. Mang màu trắng, cầm màu trắng và đen đi. Ừ, về nhá. Em ơi, lấy màu trắng, màu đen cho tươi nhá. Các chị ơi, quay đằng sau thì em. Đây là phía sau các chị nhá, đây là phía sau đây ạ, à, không hề hở gì đâu. 5133, màu vàng, màu đen và màu trắng, mẫu cầm cả hai màu cho các chị xem đây ạ. À. Mặc cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Vàng, đen, trắng các chị nhá, 5133, vàng, đen, trắng. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu và em chốt mẫu cuối cùng là mẫu vét nhá. Vì nhà em còn nhiều mẫu lắm nhưng hôm nay không có mẫu mặc nên là em sẽ chỉ chốt mẫu vét cho các chị nữa. Các chị muốn là mặc màu đen, màu hồng hay là màu da thì em sẽ chỉ mặc một màu cho các chị thôi ạ. Chị Phạm Mạnh ơi, chị có thể mặc size M bên em chị nhá. Váy lông sale còn 635.000 đấy chị Hồ Kiều Trang ạ. Hôm nào váy đỏ với chị chú mẫu. Chị Lê Phương Anh ơi, váy đấy nhà em có đăng video váy đỏ rồi chị nhá. Chị ra best xem giúp em ạ. Chị Trang Phạm ơi, chị cho em cả số điện thoại của chị nhá. Chị Thúy Nguyễn ơi, mẫu váy đang mặc là 5133, có giá sale là 350.000 và ship mà toàn quốc là 35.000 chị nhá. Chị Vân An, hôm nay nhà em không mặc được mẫu đấy rồi ạ. Các chị ơi, nhà em chuẩn bị kết thúc livestream đây ạ, nên là các chị đặt hàng nhanh tay giúp em nhá. Mẫu cuối cùng của nhà em thì sẽ là... Các chị ơi, các chị bảo muốn hưởng giá sale. Mẫu màu trắng đây cũng không bán các... hai mẫu mà em. Mặc màu hồng đi shop. Chị Diễm Quỳnh ơi, chị học màu hồng nào vậy ạ? Màu hồng của Vec. À dạ vâng ạ, chị đợi một chút nhé, để bạn mẫu bạn ấy thay đồ ạ.
váy lông có like cho chị Hồ Kiều Trang, váy lông nhà em like rồi chị nhá, 4952 nhà em có like rồi và cả ba màu rồi á. Dạ một, vâng à, chị Trang Phạm à, em nhận được đơn của chị rồi nhá. Sáng mai nhân viên nhà em sẽ gọi và chốt đơn cho chị ạ. Váy màu xanh đi shop. Màu xanh nào với chị bé Tâm ơi? Mặc mẫu dài xẻ tà đi shop. Chị Tú Trinh ơi, nhà em đã mặc váy đấy rồi nên là chị xem lại like giúp em nhá. Chị dồn mất em. Mặc váy xanh ra trời treo trên giá. À chị Nguyễn Nhung ơi, váy đấy nhà em có mặc rồi ạ. Có mã là 4726 chị nhá. Chị Phạm Hương ơi, em nhận được đơn của chị rồi nhá. Sao không được xem váy xám? Sao em không xem váy xám? Xám nào? Váy xám nào vậy chị Phạm My? Mặc lại đằng trắng. Váy lông không phế ship ạ. Váy lông nhà em không phế ship nhá chị Hồ Kiều Trang ạ. Dạ vâng chị Duyên Cao ạ, em nhận được đơn của chị rồi đấy ạ. Các chị đặt hàng nhanh tay đặt lại số điện thoại giúp em nhá, nhà em chuẩn bị kết thúc live đây ạ. Chị Hương coi ơi, sáng mai chị miêu tả lại mã giúp em nhá. Nhân viên nhà em sẽ gọi điện là chốt đơn hàng cho chị ạ. Các chị ơi, nhà em chuẩn bị kết thúc rồi ạ. Nên là các chị nhanh tay đặt lại. Chị nào không nhớ mã thì các chị cứ đặt lại số điện thoại và sáng mai chị miêu tả váy giúp em nhá. Cho tiền đi chị. Hoặc là chị nào mà không nhớ mã thì các chị xem lại livestream và chụp lại ảnh màn hình giúp em nhé. Về chưa? Về đâu? Em ơi, chị nổ mắt đấy. Chị biết là từ lần trước còn nhớ đâu, em bảo là chị anh ra ngoài không? Hôm nay nó đi về mà chưa anh không? Đấy. Đấy. Trời ơi, chị biết là... Váy xanh là mã 4726 chị nhá. Sale là 350.000 và miễn ship ạ. 4726 chị Khánh Linh nhá. Váy ôm gen dài tay còn nữa. Em không biết là chị Chuồn Chuồn Tre đang hỏi mã váy nào ạ. Set màu vàng mới mặc mã bao nhiêu? Chị Gia Quỳ ơi, 5133 chị nhá. Chị Gia Quỳ, chị muốn đặt hàng mã váy đấy chị comment giúp em là 5133. Và 5133 nhà em không miễn ship nhá chị Gia Quỳ nhá. Chị Ngô Ngọc ơi, nhà em chuẩn bị công bố kết quả livestream đây ạ. Dạ vâng ạ, à, chị Gia Quỳ ạ. Váy lần đầu mặc mà số bao nhiêu không biết là váy nào nữa. Váy lần đầu mặc là váy nào vậy chị ơi? Không công bố người đoán trúng số ạ. Chị ở quê, bây giờ nhà em công bố kết quả livestream và khoảng mai ngày kia nhà em sẽ công bố người trúng livestream chị nhá. Chị các chị nhớ chị giúp em ạ. Phạm ơi, mẫu vest nó mặc chị có thể mặc size L giúp em nhá. Các chị ơi, các chị nên nhớ là ngoài việc đoán trúng số thì các chị còn chụp lại cái màn hình mà các chị chia sẻ vào các nhóm hỗ trợ giúp em nhá. Để nhà em còn bà tường cá nhân ạ. Vậy em đã. Bạn chị trúng. Chị Hoan Nobi ơi. Chị xem lại giúp em nhá. Đó chị ơi, đây là mẫu mà chắc là hot nhất trong ngày hôm nay. Mẫu này nhà em nó sale còn 410 và miễn phí ship các chị nhá. 410 và miễn phí ship toàn quốc. Váy này là váy có dáng là cổ vét, rất là xinh luôn. Các chị ơi, 5147 các chị nhá. Chị nào muốn xem lại thì xem lại giúp em ạ. Có màu đen, màu hồng tím và màu nâu ạ. Em xin công bố kết quả mini game các chị nhá. Bởi vì là cũng muộn lắm rồi thì em xin công bố kết quả mini game. Kết quả mini game ngày hôm nay. Đọc. Đó lên. Váy đen này là 5147 các chị nhá. Chị Dương Nguyễn ạ. À. Có giá sale là 410.000 và miễn ship khi đặt hàng trong livestream chị nhá. Nhà to mồm lắm mà sao đây không nói được gì. Các chị ơi, mẫu nhà em công bố kết quả livestream đây các chị ạ. Kết thúc livestream này bên em sẽ không nhận bất cứ một đơn nào miễn phí ship nhá. Kết quả của mini game là 35 với 56 ạ. Giờ cho các chị xem. 35 và 56. Đó là hay mà không nói. 35 và 56 các chị nhá. Thế bây giờ em chẳng lẽ phải ngược lại. 35 và 56 là hai số cuối của tờ tiền bên em các chị nhá. Nhé, chuẩn bị. Các chị ơi, em cũng xin kết thúc livestream đây, muộn rồi nên em kết thúc livestream đây. Em cảm ơn tất cả các chị đã xem buổi livestream ngày hôm nay của chúng em và đã đặt hàng ở bên em. Em rất là cảm ơn tất cả các chị ạ. Thì muộn rồi chúng em xin phép kết thúc livestream. Chúc tất cả các chị có một giấc ngủ thật là ngon, sang ngày mới một ngày làm việc thật là vui vẻ, một ngày mới tràn đầy hạnh phúc các chị nhá.
em xin chào các chị ạ.